Chương một Thiên Tài Trọng Sinh Đại Càn Quốc Giang Ninh Quật từng đạo tia chớp cắt qua bầu trời đêm, đem thiếu niên mặt chiếu trắng bệch. Ngựa to tầm tã nằm ở vách núi, hạ thiếu niên hưu mở hai mắt, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Ngay sau đó trong óc đau đớn, một cổ thủy chiều ký ức vào tới. Ta thế nhưng Trọng Sinh hiện tại là ngàn năm lúc sau, thiếu niên ánh mắt lộ ra một tia không thể tin tưởng thần sắc. Yến Trường Phong vốn là thiên thần đại lục thượng cổ thế gia Yến gia thiếu chủ cũng là ngàn năm hôm trước thần đại lục đệ nhất thiên tài. Hắn trời sinh đạo trùng, không đến 30 tuổi liền tu luyện đến vô số người suốt đời đều chỉ có thể nhìn lên sinh tử đại cảnh, sáng lập thiên thần đại lục tuyên cổ không có kỳ thích. Hơn nữa, hắn tinh thông vạn pháp, đối kiếm đạo lĩnh ngộ càng là siêu việt các bậc tiền bối, bị người coi là kiếm thần chuyển thế. Mà đương tất cả mọi người cho rằng hắn đem lại lần nữa đánh vỡ thần thoại, trở thành thiên thần đại lục tuyên cổ tới nay tuổi trẻ nhất trí tôn thời điểm, hắn lại ngã xuống ở chính mình thanh mai trúc mã vị hôn thê đường mộng khê trong tay đường mộng khê nãi thượng cổ thế ra đường gia thiên tri kiêu nữ thiên thần đại lục quần hùng cắt cứ cường tộc san sát thượng cổ yến ra cùng thượng cổ đường gia toàn vì cổ dương đế quốc trung cường tộc hai nhà chính là thế gia xưa nay quan hệ chặt chẽ nắm tay cộng tiến yến trường phong cùng đường mộng khê đính hôn từ trong bụng mẹ từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm thâm hậu tình đầu ý hợp nhưng yến trường phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đường mộng khê thế nhưng sẽ thiết kế giết hắn đường mộng khê uồng ta đem ngươi trở thành tình cảm chân thành ngươi thế nhưng vì kẻ hèn một viên đạo chủng giết ta hảo tàn nhẫn tâm yến trường phong trong lòng hiện lên căm giận mút trời đáng tiếc ta yến trường phong mệnh không nên tuyệt lần này ta đại kiếp nạn bất tử kế tiếp nên là ngươi đại kiếp nạn tới rồi yến trường phong ánh mắt lạnh băng đem trong lòng phẫn nộ thu liếm yến trường phong nhanh chóng bình tĩnh lại trong đầu cuốn lên một cổ ký ức chiều dâng. Nguyên lai like người thế nhưng cũng kêu Yến Trường Phong, thân là lâm gia duy nhất một người khác họ thiếu gia, địa vị cùng dòng chính vô dị, thế nhưng bị kẻ hèn mấy cái chi thứ đệ tử sinh sôi đánh chết. Yến Trường Phong nhanh chóng dung hợp thân thể nguyên chủ nhân ký ức, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang. Thân thể này nguyên chủ nhân cũng kêu Yến Trường Phong, là lâm gia mạnh nhất khách khanh trưởng lão Yến Vân Long chi tử. 13 năm trước, Yến Vân Long vì tránh kẻ thù đuổi giết, mang theo năm ấy 3 tuổi Yến Trường Phong đi vào Lâm Gia, bằng vào cường đại thực lực, trợ giúp Lâm Gia vượt qua một hồi diệt tộc đại hỏa, cũng trợ này từ Triều Dương thành một cái tam lưu tiểu gia tộc, nhanh chóng lớn mạnh trở thành Triều Dương thành tam đại gia tộc chi nhất. Bởi vậy, Yến Vân Long ở Lâm Gia địa vị cực cao. Lâm Gia gia chủ thậm chí cùng Yến Vân Long kết làm khác phái huynh đệ, Yến Trường Phong cũng bởi vậy trở thành Lâm Gia duy nhất một cái khác họ thiếu gia, địa vị cùng Lâm Gia dòng chính thiếu gia vô dị. Nhưng này hết thảy, Đều ở Yến Trường Phong 10 tuổi năm ấy thay đổi. Yến Vân Long ở lâm gia nghỉ ngơi lấy lại sức 7 năm, ở Yến Trường Phong 10 tuổi thời điểm rời đi lâm gia tìm kiếm diệt tộc thù địch, một đi không quay lại. Yến Vân Long sau khi rời khỏi, Yến Trường Phong địa vị dao động, thường xuyên lọt vào lâm gia đệ tử khi dễ, chẳng những lâm gia hạ phát tu luyện tài nguyên lần nữa lọt vào cắt xén cùng đoạt lấy, ngay cả Yến Vân Long để lại cho hắn một ít tu luyện vật tư cũng đều bị cướp đi. Nguyên bản lấy hắn thiên phú cùng thực lực, nếu là cường thế một ít quả quyết không có khả năng gặp như vậy khi dễ, nhưng đời trước từ nhỏ gặp gia tộc biến cố, trời sinh tính yếu đuối, đối mặt Lâm gia đệ tử khi dễ xưa nay không dám phản kháng, lúc này mới khiến cho chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh. Mà hắn yếu đuối, làm những người này càng thêm làm trầm trọng thêm. Liền ở hôm nay buổi sáng, Lâm Hạo cùng mặt khác mấy cái chi thứ đệ tử, đem Yến Trường Phong bắt đến ngoài thành, vì buộc hắn giao ra này phụ yến Vân Long để lại cho hắn một kiện bảo vật, đối thứ nhất đốn cuồng đánh chưa từng tưởng thế nhưng trực tiếp đem này cấp đánh chết, lúc này mới có Yến Trường Phong mượn thể trọng sinh. Nguyên lai là tu luyện tài nguyên đều bị đoạt đi rồi, khó trách ngươi đến bây giờ đều mới thối thể cảnh một trọng tu vi. Bất quá, tuy rằng trước một đời ngươi sống uất ức, nhưng hiện tại nếu ta tiếp quản thân thể của ngươi, như vậy ngươi thù, liền từ ta tới vì ngươi báo đi. Yến Trường Phong lầm bầm lầu bầu nói, theo sau, hắn đem thần thức chìm vào thân thể giữa, muốn cẩn thận đánh giá một chút chính mình hiện giờ thân thể này, đột nhiên linh hồn chấn động, ở hắn thần thức trong biển, một đóa thất sắc đạo liên trôi nổi xoay quanh, phi thường thần thánh. Đây là, ta không tì vết đạo trùng, từ một viên trồi non, trưởng thành một đóa đạo liên. Yến Trường Phong trong lòng khiếp sợ, hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, này viên kiếp trước cùng hắn cộng sinh đạo trùng thế nhưng cùng hắn cùng nhau đi tới ngàn năm lúc sau, hơn nữa trưởng thành một đóa đạo liên. Kiếp trước này viên đạo trùng còn chỉ là một chút trồi non thời điểm, khiến cho hắn ở ngắn ngủn 20 năm nội vấn đỉnh sinh tử đại cảnh, trở thành tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất cao thủ. Hiện giờ năm đó trồi non đã trưởng thành một đóa hoàn mỹ đạo liên, này công hiệu tất nhiên càng cường. Đường mộng khê, người trăm phương nghìn kế muốn đoạt ta đạo trùng, đáng tiếc chung quy chỉ là phí công. Yến Trường Phong cười lạnh nói, thiếu ra, thiếu ra ngươi ở nơi nào. Đúng lúc này, một đạo nghẹn ngào thanh âm hỗn loạn ở tí tách tiếng mưa rơi chung truyền đến. Yến Trường Phong theo tiếng nhìn lại, một đạo gầy yếu thân ảnh co chặt thân mình, chống một phen cũng nát rủ giấy ở nơi xa trong màn mưa hiện lên, trong miệng không ngừng phát ra nghẹn ngào kêu gọi. Mộng nhi, ta ở chỗ này, Yến Trường Phong mắt sáng như đuốc, mặc dù cách như mực bóng đêm, như cũng nhận ra người tới, bước nhanh đi qua. Cái này gầy yếu thiếu nữ tên là Tô Mộng Nhi, so Yến Trường Phong lớn tuổi 3 tuổi. 8 tuổi năm ấy đời trước ngẫu nhiên nhìn thấy đói hơi thở thoi thóp Tô Mộng Nhi, liền cùng Yến Vân Long cùng nhau đem nàng mang về Yến ra, lúc sau nàng liền vẫn luôn lưu tại Yến ra, thành đời trước nha hoàn. Tám năm qua đi, mặc dù Yến Trường Phong hiện giờ ở lâm gia địa vị biến thiên, nàng cũng như cũ trước sau như một đi theo ở Yến Trường Phong bên người, trung thành và tận tâm, chưa từng rời bỏ. a à, thiếu gia Tô Mộng Nhi nghe được Yến Trường Phong thanh âm, thế nhưng kích động té ngã một cái, cẳng chân đánh vào loạn thạch thượng lưu lại tảng lớn ứ thanh, lại hồn nhiên không biết, khập khiếng nhằm phía Yến Trường Phong. Thiếu, thiếu gia thực xin lỗi, là Mộng Nhi vô dụng, không có thể bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi bị ủy khuất. Tô Mộng Nhi đem trong tay rủ giấy chống được Yến Trường Phong đỉnh đầu, vành mắt phiếm hồng, cúi đầu nói: "Yến Trường Phong lắc lắc đầu, không trách ngươi, đây đều là ta trước kia quá mức mềm yếu, cùng ngươi không quan hệ, trở về đi." "Thiếu gia, Lâm gia như vậy đối với ngươi, chúng ta còn phải về Lâm gia sao?" Tô Mộng Nhi không nhúc nhích, trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói: "Yến Trường Phong nhìn về phía Tô Mộng Nhi, người muốn nói cái gì?" Tô Mộng Nhi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia mong đợi, thiếu gia, chúng ta đi thôi, chỉ có rời đi lâm gia, thiếu gia người mới có thể an toàn sống sót. Rời đi lâm gia, Yến Trường Phong trong mắt hàn mang hiện ra, lâm gia vòng ân phụ nghĩa, như vậy khinh ta, không đem mấy năm nay ta sở chịu khuất nhục đòi lại tới, có thể nào như vậy xám xịt rời đi. Còn có phụ thân để lại cho ta tu luyện tài nguyên, cùng với phụ thân luôn mãi dặn dò không dung có thất linh võ giới cũng đều bị lâm gia cướp đi, này đó đều không cần lấy về tới sao. Thiếu, Thiếu gia, Tô Mộng Nhi kinh ngạc nhìn Yến Trường Phong, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí. Tô Mộng Nhi trong lòng kinh nghi, Dĩ Vãng thiếu gia đã chịu Lâm gia khinh nhục lúc sau, xưa nay đều là nén giận, không dám có nửa điểm phản kháng, hiện giờ thế nhưng nói ra như vậy bá đạo ngôn ngữ, thả mang theo như vậy lạnh thấu xương sát khí. Hay là thiếu gia hôm nay rốt cuộc thông suốt sao? Nàng không khỏi nước mắt rơi nước mắt, thế nhưng thình thịch một tiếng quỷ dạp xuống đất thiếu gia. Chương 2: Thất Sắc Đạo Liên Đường Yến Trường Phong trở lại Triều Dương Thành Lâm ra thời điểm, đã là đêm khuya. Lâm phủ đại môn nhắm chặt, hai gã trực đêm thủ vệ dựa cửa ngủ gật, mông lung gian nhìn đến hai điều gầy ốm thân ảnh từ trong màn mưa hiện lên. Trong đó một người tập trung nhìn vào, tức khắc trong lòng cả kinh, vội vàng chụp tỉnh đồng bạn nói, Trương Liễu, kia không phải Yến Trường Phong cái kia kẻ bất lực sao. Hắn thế nhưng tồn tại đã trở lại, thật là hắn, này phế vật buổi sáng thời điểm không phải bị Lâm Hạo bắt ra khỏi thành sao giữa trưa lâm hạo bọn họ trở về thời điểm thần sắc hơi mang kinh hoàng trả lại cho chúng ta một ít chỗ tốt làm chúng ta không cần cùng người ngoài nói bọn họ đem này phế vật bắt đi việc ta lúc ấy liền tưởng này phế vật hơn phân nửa là chết ở lâm hạo bọn họ trên tay không nghĩ tới thế nhưng tồn tại đã trở lại hiện tại là đêm khuya tuy rằng mưa to tí tách nhưng hai gã thủ vệ nói vẫn là bị yến trường phong một chữ không lậu nghe thấy mở cửa yến trường phong cùng tô mộng nhi đi đến trước cửa trong đó một người thủ vệ mày một chọn lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi này phế vật, cũng dám ra lệnh cho ta huynh đệ hai người mở cửa, thật đương chính mình vẫn là lâm gia thiếu ra sao. Không muốn chết liền chạy nhanh lăn, bên cạnh tên kia gọi là trương liễu thủ vệ lại là trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn Yến Trường Phong cười hắc hắc, nói Yến Thiếu, muốn chúng ta mở cửa cũng không phải không thể, bất quá sao. Yến Thiếu đến lấy ra trúc thành ý tới, Yến Trường Phong trong mắt hàn mang hiện ra, nhìn hai người ánh mắt giống như là xem hai cái người chết giống nhau, lạnh giọng nói thành ý các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thành ý. Ta nghe nói Yến Vân Long từng cho ngươi lưu lại quá không ít thứ tốt, người nếu có thể chia sẻ ra một ít cùng ta huynh đệ hai người. Trương Liễu nghe vậy cho rằng hấp dẫn, há mồm nói, nhưng lời còn chưa dứt, đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy xưa nay mềm yếu nhưng khinh kẻ bất lực Yến Trường Phong đột nhiên duỗi tay chiều hắn cổ chụp tới, thả trong mắt sát khí lành lạnh. Trương Liễu chính là thối thể cảnh nhị trọng tu vi, so Yến Trường Phong muốn ước chừng cao một cái tiểu cảnh giới, theo lý mà nói yến trường phong quả quyết không phải đối thủ của hắn nhưng giờ phút này trương liễu lại hoảng sợ phát hiện yến trường phong này nhìn như bình thường công kích thế nhưng cho hắn một loại không chê vào đâu được cảm giác này đơn giản một kích xảo quyệt đến cực điểm thế nhưng phong tỏa hắn hết thảy phòng thủ phương thức hơn nữa này một kích mau lẹ vô cùng trong chớp mắt yến trường phong tay liền gắt gao bóp ở hắn yết hầu thượng ngươi cảm thấy cái này thành ý như thế nào yến trường phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh ngươi Trương Liễu sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại có bực này thực lực, nhất chiêu liền đem hắn chế trụ. Hắn cả người lông tơ tạc khởi, như bị tử thần theo dõi, hoảng sợ vạn phần. Đang muốn mở miệng xin khoan dung, Yến Trường Phong bóp ở hắn trên cổ tay lại là trực tiếp dùng sức một ninh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia Trương Liễu đầu liền chiều bên cạnh một oai, như vậy không có tiếng động. Yến Trường Phong tùy tay liền đem trong tay thi thể ném ở một bên, theo sau lạnh băng ánh mắt nhìn về phía mặt khác tên kia thủ vệ. Ngươi vừa rồi nói, ta là phế vật, không muốn chết liền chạy nhanh lăn. Ta, nhìn cả người sát khí ngập trời Yến Trường Phong, cùng với trên mặt đất Trương Liễu, tên này thủ vệ trong lúc nhất thời thế nhưng sợ tới mức không biết làm sao. Thực lực của hắn so Trương Liễu còn muốn nhược thượng một ít, Yến Trường Phong có thể như vậy dễ dàng giết Trương Liễu, giết hắn chẳng phải càng thêm dễ như trở bàn tay. Lâm ra hai điều cầu mà thôi, kêu ngươi mở cửa không khai, còn dám tìm ta muốn thành ý. Cái này thành ý các ngươi vừa lòng sao? yến trường phong thanh âm lạnh băng tuy rằng sớm biết rằng thân thể nguyên chủ nhân tại đây lâm phủ hỗn trật vật lại cũng không nghĩ tới thế nhưng liền hai cái hạ nhân đều dám đối với hắn làm càn tên kia thủ vệ hiển nhiên là cái bắt nạt kẻ yếu đồ đệ giờ phút này bị yến trường phong tàn nhẫn thủ đoạn sở kinh sợ đứng ở nơi đó đại khí không dám ra ta đang hỏi ngươi lời nói ngươi không trả lời là không hài lòng ta cái này thành ý sao vừa lòng vừa lòng cảm nhận được yến trường phong trong mắt dâng lên sát khí tên kia thủ vệ tức khắc sợ tới mức phong hồn toàn mạo cuống quyết đáp thật đúng là đồ đê tiện yến trường phong cười lạnh trong mắt hàn mang lại là không giảm chiều hắn đi đến kia thủ vệ cả người tức khắc mồ hôi lạnh đầm đìa thình thịch một tiếng quỳ xuống run giọng nói vừa rồi là tiểu nhân không đúng mạo phạm yến thiếu thỉnh yến thiếu tham mạng nếu biết mạo phạm ta kế tiếp ngươi nên làm như thế nào yến trường phong ngữ khí lãnh đạm kia thủ vệ nghe vậy tức khắc bừng tỉnh vội không ngừng đem chính mình trên người đáng giá sự việc đều đem ra, theo sau lại từ trương liễu trên người lục soát ra một cái màu đen túi tới, đem này cùng nhau giao cho Yến Trường Phong trên tay, cười nịnh nói Yến Thiếu, nho nhỏ tâm ý, xem như vì Yến Thiếu bồi tội, thỉnh Yến Thiếu vạn chớ chối từ. Yến Trường Phong nhàn nhạt ân một tiếng, đem kia thủ vệ đưa qua hai chỉ màu đen túi thu lên. Thấy Yến Trường Phong nhận lấy hắn thành ý, tên kia thủ vệ trong lòng tức khắc trường nhẹ nhàng thở ra. Chính giơ tay dục sát trên trán mồ hôi lạnh, lại nghe Yến Trường Phong kia bùa đòi mạng thanh âm vang lên, nếu biết tội, kiếp sau liền không cần tái phạm. Tên kia thủ vệ nghe vậy tức khắc biến sắc, ngay sau đó liền trước mắt tối sầm, ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Mộng Nhi ở bên cạnh ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, này vẫn là nhà mình cái kia tính cách mềm yếu thiếu ra sao. Thiếu, thiếu ra, người như thế nào đem hắn cũng giết, phục hồi tinh thần lại, Tô Mộng Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn trương liễu bên cạnh kia cổ thi thể nói nàng không rõ thiếu ra rõ ràng tiếp nhận rồi đối phương nhận lỗi vì cái gì còn muốn giết hắn không giết hắn lưu trữ hắn về sau lại cắn chúng ta một ngụm sao yến trường phong nhàn nhạt nói đẩy ra lâm phủ đại môn yến trường phong lập tức về tới chính mình chỗ ở làm tô mộng nhi chính mình trở về phòng nghỉ ngơi sau hắn đem trương liễu hai người màu đen túi mở ra từ giữa móc ra hai quả thối thể đan tới thối thể đan chính là thối thể cảnh võ giả tất không thể thiếu tu luyện tài nguyên Thu thập các loại chân quý linh dược cùng với hoang thú tinh huyết chờ luyện chế mà thành chân quý vô cùng. Đối người khác mà nói, hai viên thối thể đan gần chỉ là hai viên thối thể đan, nhưng với ta mà nói, hai viên lại là bốn viên. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đem thối thể đan nuốt vào. Ngay sau đó, hắn thức hải trung kia đóa thất sắc đạo liên sáng lên, đem kia hai viên thối thể đan cuốn đi vào, ngay sau đó, từng luồng tinh thuần dược lực từ giữa bừng lên, không ngừng rèn luyện Yến Trường Phong thân thể. Chỉ là cảm giác này cổ so trong tưởng tượng càng thêm tinh thuần hùng hậu dược lực, Yến Trường Phong lại là khiếp sợ không thôi. Thế nhưng không phải gấp hai dược lực, mà là năm lần, chẳng lẽ là bởi vì không tì vết đạo trùng kết thành đạo liên, công hiệu biến cường. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, hắn vội vàng thu hồi tâm thần, nghiêm túc tu luyện lên. Năm lần dược hiệu, tương đương với 10 viên thối thể đan, cũng đủ làm ta đột phá đến thối thể cảnh nhị trọng. Nửa canh giờ không đến, hai viên thối thể đan đã bị Yến Trường Phong toàn bộ luyện hóa, Yến Trường Phong thân thể giữa chuyển đến một tiếng sấm rền tiếng vang, trong cơ thể một chỗ gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ, thuận lợi đột phá đến thối thể cảnh nhị trọng. Yến Trường Phong mở hai mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Thật tốt quá, không tì vết đạo trùng trưởng thành thất sắc đạo liên sau, chẳng những đem dược hiệu tăng lên tới 5 lần, hơn nữa luyện hóa dược lực tốc độ cũng nhanh hơn. Trong tình huống bình thường, thối thể cảnh võ giả muốn luyện hóa một viên thối thể đan, Ít nhất yêu cầu 5 ngày thời gian, mà muốn luyện hóa hai viên thối thể đan, ít nhất đều yêu cầu 10 ngày thời gian. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong lại chỉ dùng nửa canh giờ không đến, liền đem này hai viên thối thể đan hoàn toàn luyện hóa. Loại này tốc độ, liền tính là Yến Trường Phong đều không khỏi trong lòng mãnh nhảy, thật sự quá nhanh. Chiếu như vậy tốc độ, chỉ cần có cũng đủ tu luyện tài nguyên, nếu không bao lâu, ta là có thể trọng lâm đỉnh. Chương 3, ai là phế vật? Trời mưa một đêm, ngày hôm sau sáng sớm Yến Trường Phong từ tu luyện trung tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt một phen qua đi, Yến Trường Phong liền đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Hắn nhớ tới tháng này đan dừa còn không có lãnh, thân là lâm gia thiếu gia, Yến Trường Phong mỗi tháng đều có thể lãnh đến 10 viên thối thể đan, chỉ là Yến Vân Long rời đi qua đi, bởi vì hắn mềm yếu, hắn tu luyện tài nguyên liền vẫn luôn lọt vào cắt xén cùng đoạt lấy. Tới rồi sau lại, tính cách mềm yếu Yến Trường Phong liền đơn giản không đi lĩnh thuộc về hắn kia phân tu luyện tài nguyên. Bất quá, Yến Trường Phong cũng không phải là ban đầu cái kia nhậm người khi dễ Yến Trường Phong. Đi ra chính mình sân, Yến Trường Phong liền lập tức hướng tới đan dược phòng đi đến. Đồ kinh lâm phủ tiền viện, trước đại môn một mảnh la hét ẩm ý, trường liễu hai người thi thể khiến cho xôn xao. trương liễu cùng vương đào hai người đều là thối thể cảnh nhị trọng võ giả, là ai thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động giết bọn họ. Trên mặt đất liền một tia đánh nhau dấu vết đều không có, thả hai người đều là bị nhất chiêu bị mất mạng, giết bọn hắn người, nhất định là cái cao thủ, chỉ sợ ít nhất đều có thối thể cảnh nam trọng tu vi. Thối thể cảnh nam trọng cũng không nhất định có thể làm như vậy sạch sẽ lưu loát, ta cảm thấy giết bọn hắn người thực lực khẳng định vượt qua thối thể cảnh nam trọng. Một đám người vây quanh ở nơi này nghị luận sôi nổi. Yến Trường Phong rất xa liền nhìn đến, Lâm Hạo chân chó chi nhất Lâm Phàm thình lình cũng ở đám người giữa. Yến, Yến Trường Phong, người thế nhưng không chết, Lâm Phàm cũng nhìn đến đi tới Yến Trường Phong, tức khắc dọa một cú sốc, như là gặp quỷ giống nhau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ yến trường phong nhàn nhạt nói như thế nào ta không chết người thực thất vọng sao lâm phàm nghe vậy ngẩn ra ngay sau đó cười lạnh nói yến trường phong lần này tính mạng ngươi đại bị đánh thành như vậy đều còn chưa có chết bất quá lần sau đã có thể chưa chắc còn có như vậy vận may yến trường phong biểu tình bình tĩnh nhàn nhạt nhìn lâm phàm liếc mắt một cái nói nói xong ách nói xong lâm phàm sửng sốt ngơ ngẩn nói nếu nói xong vậy lên đường đi Yến Trường Phong trong mắt sát khí phát ra, cả người đột nhiên lược ra, theo sau trực tiếp một quyền oanh hướng Lâm Phàm. Ân, phế vật, người dám đối ta ra tay. Lâm Phàm trong lòng tức khắc cả kinh, không nghĩ tới ngày xưa vẫn luôn vâng vâng giả dạ, dạ Yến Trường Phong, giờ phút này dám đối hắn động thủ. Bốn phía mặt khác Lâm gia đệ tử cũng đều kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong hôm nay thế nhưng như vậy cường thế. Ta không nhìn lầm đi, đó là Yến Trường Phong kia kẻ bất lực, hắn cũng dám chủ động đối Lâm Phàm ra tay này phế vật chẳng lẽ là được thất tâm phong đi trước kia như vậy khinh nhục hắn đều không thấy hắn đánh trả hiện tại cũng dám chủ động đối lâm phàm ra tay ở đây mọi người tất cả đều kinh nghi có chút không thể tin được trước mắt một màn này hư một cái thối thể cảnh một trọng con kiến mà thôi cũng dám ở trước mặt ta trương cuồng không biết sống chết lâm phàm cười lạnh hắn có được thối thể cảnh tam trọng tu vi mà ở hắn trong ấn tượng yến trường phong bất quá mới thối thể cảnh một trọng thôi hơn nữa đối phương xưa nay nhút nhát trước nay đều là đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, cơ hồ không có cùng người giao thủ quá, có thể nói không hề thực chiến kinh nghiệm. Như vậy một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, sao có thể sẽ là chính mình đối thủ? Lâm Phạm ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, căn bản không đem Yến Trường Phong để vào mắt. Chỉ là, đường Yến Trường Phong kia vô cùng đơn giản một quyền tới gần là lúc, lại là làm Lâm Phạm đột nhiên gian sắc mặt đại biến. Từ này đơn giản một quyền giữa, hắn cảm giác được một cổ vô pháp địch nổi khí thế, phảng phất đánh ra này một quyền không phải Yến Trường Phong, mà là một cái tuyệt đại chiến thần. Này nhìn như bình phàm một quyền, thế nhưng làm hắn dâng lên một loại vô pháp địch nổi cảm giác. Hắn mí mắt mãnh nhảy, cả người lông tơ tạc khởi, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn hấp tấp gian oanh ra một quyền, sang giác, hai quyền nhanh chóng đánh vào cùng nhau, lâm phàm cánh tay bỗng nhiên chấn động, phát ra một tiếng giòn vang, thế nhưng trực tiếp gãy xương. Cái gì, ngươi, ngươi thế nhưng đột phá, Lâm Phàm đại kinh thất sắc, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đã đột phá tới rồi thối thể cảnh nhị trọng. Người biết được quá muộn, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, theo sau lại lần nữa đột nhiên một quyền tạp ra. Lâm Phàm tức khắc sắc mặt đại biến, kinh giận nói, Yến Trường Phong, người dám động ta, Lâm Hảo đại ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hảo, Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn mang càng tăng lên, liền tính hắn không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Ngươi, cảm nhận được Yến Trường Phong trong mắt sát ý, Lâm Phàm tức khắc đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy cường thế. Phanh, a, à, một quyền đánh ra, cùng với một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, Lâm Phàm thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, máu tươi đỏ thắm, ở trên hư không trung nở rộ, như một đóa nở rộ hoa. Đông, nặng nề rơi xuống đất tiếng vang lên, Lâm Phàm thân thể thật mạnh tạp dừng ở mà, ngực đều sụp đổ. Cái gì? Nhìn một màn này, bốn phía mọi người trong lòng khiếp sợ. Hảo tàn nhẫn, xương ngực đều sụp đổ, không có cái một hai năm chỉ sợ đừng nghĩ phục hồi như cũ. Mọi người mí mắt thẳng nhảy, không ít người đào hút khẩu khí lạnh, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập không thể tin tưởng. Phốc, cách đó không xa, Lâm Phàm nằm trên mặt đất, che lại ngực mạnh mẽ khởi động nửa người trên nhìn về phía Yến Trường Phong, há mồm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Sao, sao có thể? Ngươi vừa mới mới vừa đột phá đến thối thể cảnh nhị trọng mà thôi, sao có thể như vậy cường? Lâm Phàm thét to, khó có thể tiếp thu cái này hiện thực. Hắn so Yến Trường Phong muốn ước chừng cao một cái cảnh giới, nhưng lại liền Yến Trường Phong nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới, cái này xưa nay mềm yếu nhưng khinh kẻ bất lực, khi nào trở nên ở như thế khủng bố. Ai là phế vật, ai là con kiến? Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, hắn trong mắt sát ý lành lạnh, hướng tới Lâm Phàm đi bước một tới gần. Lâm Phàm nghe vậy tức khắc nổi giận không thôi, lúc trước hắn còn một bộ không đem Yến Trường Phong để vào mắt bộ dáng, nói đối phương là phế vật, là con kiến, nhưng hiện tại, chính hắn đảo mắt liền thành đối phương trên cái thất thịt cá. Đồng thời, Yến Trường Phong trên người sát ý cũng làm hắn trong lòng kinh hãi, bất quá thực mau hắn liền chấn định xuống dưới, cười lạnh nói, Yến Trường Phong, ta chính là Lâm gia đệ tử, người chỉ là một cái khác họ thiếu gia, không có Yến Vân Long cho người chống lưng, người dám giết ta thử xem chết đã đến nơi còn dám uy hiếp ta yến trường phong cười lạnh trong mắt sát khí hừng hực bước chân không ngừng từng bước một hướng tới lâm phàm đi đến thấy yến trường phong vẻ mặt sát khí chiều hắn đi tới đi bước một tới gần lâm phàm tức khắc hoảng thần hắn đã nhìn ra yến trường phong đều không phải là là làm ra vẻ mà là thật sự muốn giết hắn hắn tức khắc trong lòng cú sốc cả người mồ hôi lạnh đầm đìa vừa rồi khí thế tức khắc một tả cả kinh kêu lên không đừng tới đây người đừng tới đây hắn hai chân trên mặt đất loạn đặng, kéo trọng thương thân thể hướng phía sau co rụt lại. Ngươi không phải cho rằng ta không dám giết ngươi sao, ngươi lui về phía sau làm cái gì, Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia trào phúng thần sắc. chương 4, làm tiền tài nguyên, đến lúc này, lâm phàm nơi nào còn dám mạnh miệng, cũng không dám nữa bày ra kia phiên ngạo nghễ thái độ, chịu thua nói Yến. Yến thiếu, ta sai rồi, trước kia đều là ta không đúng, cậu Yến thiếu đừng giết ta, ta nguyện làm ra bồi thường. Bồi thường, Yến Trường Phong khóe miệng ngậm một tia cười lạnh, vậy dùng ngươi mệnh tới bồi thường đi. Hắn thanh âm lạnh băng, cả người sát khí lành lạnh, hướng tới Lâm Phàm đi đến, ở Lâm Phàm hoảng sợ trong ánh mắt, đột nhiên một chân đá ra, quyết đoán mà dứt khoát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Phanh một tiếng, Lâm Phàm thân thể tức khắc bay đi ra ngoài, trước ngực đứt gãy xương sườn cắm vào trái tim, đương trường bị mất mạng. Bên cạnh vây xem một loại lâm gia đệ tử sớm bị Yến Trường Phong sắc bén thủ đoạn sở kinh sợ, trong lúc nhất thời thế nhưng quên ngăn cản. Chờ đến mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn đến đã hoàn toàn chết đi Lâm Phàm khi, tất cả mọi người không khỏi hít hà một hơi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tất cả đều che kín vẻ khiếp sợ. Yến, Yến Trường Phong, ngươi, ngươi thế nhưng thật sự giết Lâm Phàm bốn phía mọi người tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy quả quyết cùng tàn nhẫn. Giết lại như thế nào? Đối mặt bốn phía một chúng lâm ra đệ tử chất vấn, Yến Trường Phong bình đạm nói, căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Mọi người tất cả đều không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Trước mắt thiếu niên này, thật là lúc trước cái kia tùy ý bọn họ khi dễ kẻ bất lực sao? Cái này kẻ bất lực khi nào trở nên như vậy đáng sợ? Đối với bốn phía mọi người phản ứng, Yến Trường Phong vẫn chưa để ý. Hắn đi đến Lâm Phàm thi thể trước, đem Lâm Phàm bên hông màu đen túi lấy xuống dưới, bên trong có bốn viên thối thể đan, Yến Trường Phong không có khách khí, đem chúng nó tất cả đều thu lên này đó thối thể đan, chính là hắn hiện giai đoạn nhất yêu cầu tu luyện tài nguyên. Bốn viên thối thể đan, lấy ta luyện hóa tốc độ, nhiều nhất có thể chống đỡ ta tu luyện một ngày thôi, xa xa không đủ ta tu luyện sở cần, ta yêu cầu càng nhiều tu luyện tài nguyên. Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, nhìn trên mặt đất lâm phàm thi thể, Yến Trường Phong khóe miệng đột nhiên hơi hơi nhếch lên, theo sau ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía lâm ra đệ tử ánh mắt giống như là thấy được đại lượng thối thể đan giống nhau. Thấy Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, mọi người tất cả đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp phía, vừa rồi Yến Trường Phong đánh chết lâm phàm cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, đối bọn họ hình thành không nhỏ kinh sợ. Ngươi, ngươi muốn làm gì, mọi người cảnh giác nói, ta nhớ rõ các ngươi trước kia đều từng đoạt lấy quá ta tu luyện tài nguyên, hiện tại, đem các ngươi trên người thối thể đan đều giao ra đây đi. Yến Trường Phong mở miệng, chân thật đáng tin nói, cái gì, mọi người nghe vậy ngẩn ra, theo sau phản ứng lại đây, tức khắc kinh giận không thôi đem thối thể đan tất cả đều giao ra đây. Yến Trường Phong, người đường chính mình là ai? Yến Trường Phong, người giết Lâm Phàm đã phạm phải ngập trời tội lớn, ly chết không xa, thế nhưng còn dám công nhiên làm tiền chúng ta, thật sự không biết sống chết sao. Không sai, Yến Trường Phong, tàn sát cùng tộc, đây là tội lớn, người đã chết đã đến nơi, còn dám tìm chúng ta phiền toái, người là đầu óc tú đậu sao. Người kẻ hèn thối thể cảnh nhị trọng tu vi, vừa rồi Lâm Phàm bởi vì nhất thời đại ý chết ở người trên tay, người hay là liền thật sự cho rằng chính mình vô địch sao làm chúng ta giao ra thối thể đan chỉ bằng ngươi cũng xứng ta phi chỉ là tuy rằng mọi người phản ứng kịch liệt tiếng mắng không dứt nhưng lại trước sau không người dám đối yến trường phong ra tay tất cả đều chỉ có thể tránh ở trong đám người la hét ầm ĩ lúc trước yến trường phong cường thế đánh chết lâm phàm kia một màn đối bọn họ tạo thành không nhỏ kinh sợ trong lòng đối yến trường phong kiêng kỵ không thôi phải biết rằng lâm phàm thi thể hiện tại liền bãi tại nơi đó đâu Sao lại thế này, đều ở xảo cái gì? Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hử lạnh. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy người tới, tức khắc tất cả đều hiện lên một tia kinh nghỉ chi sắc. Là Lâm Phương Đại ca tới. Lâm Phương Đại ca tuy rằng cũng là chi thứ đệ tử, nhưng này thiên tư cực cao, nghe nói đã sớm đã đột phá đến thối thể cảnh đệ tứ trọng, hiện tại đã ở chuẩn bị đánh sâu vào thối thể cảnh năm trọng. Không sai, Lâm Phương Đại ca ngút trời chi tư, một thân thực lực liền tính là rất nhiều dòng chính thiếu gia đều không phải đối thủ ở trước mặt hắn yến trường phong chính là cái rõ đầu rõ đuôi phế vật chúng ta mau qua đi làm lâm phương đại ca chủ trì công đảo mọi người vội vàng hướng tới lâm phương vây quanh qua đi tất cả đều lộ ra một bộ khen tặng chi sắc đem yến trường phong sở hành việc thêm mắm thêm muối nói ra cái gì yến trường phong giết lâm phàm còn công nhiên làm tiền các ngươi cho các ngươi đem thối thể đan tất cả đều giao cho hắn Lâm Phương nghe vậy tức khắc mày một trọn, biểu tình hồ nghi. Ở hắn trong ấn tượng, Yến Trường Phong chính là cái mười phần kẻ bất lực, căn bản không có khả năng làm ra chuyện như vậy tới. Đích xác như thế, Lâm Phương đại ca, Yến Trường Phong làm lơ tộc quy, tàn hại cùng tộc, táng tận thiên lương, còn thỉnh Lâm Phương đại ca cho chúng ta chủ trì công đạo A. Mọi người vây quanh Lâm Phương đã đi tới, như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Đi vào phụ cận, nhìn đến Yến Trường Phong phía sau Lâm Phàm thi thể, Lâm Phương sắc mặt tức khắc biến đổi, nhìn Yến Trường Phong lạnh lùng nói, thật là ngươi giết Lâm Phàm. Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong mắt có hàn mang lập lòe. Lúc trước này đó chi thứ đệ tử chung, chính là này Lâm Phương trước hết ra tay đoạt hắn tài nguyên, nếu không có như thế, mặc dù người này thiên phú không tồi, nhưng không có đủ tu luyện tài nguyên lấy làm chống đỡ, hắn mơ tưởng nhanh như vậy đột phá đến thối thể cảnh bốn trọng. Ân, ngươi dám đối ta lộ ra sát khí, Lâm Phương trên mặt hiện lên một tia châm biếm, mấy ngày không gặp, xem ra người này phế vật biến hóa rất đại a. À. Người tới vừa lúc, nếu chính người đưa tới cửa tới, kia liền tính tính toán trước kia nợ cũ đi. Yến Trường Phong cười lạnh, cất bước hướng tới Lâm Phương đi đến. Tính nợ cũ, người tính cái thứ gì, một cái phế vật thôi, cũng dám cùng ta như vậy nói chuyện, ai cho ngươi lá gan. Lâm Phương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui, trong mắt càng là mang theo một tia mãnh liệt khinh thường. Ở hắn xem ra, Yến Trường Phong bất quá một cái phế vật thôi, cũng dám như vậy khiêu khích hắn quả thực chính là đối hắn vũ nhục ta sẽ đem này trở thành là ngươi di ngôn yến trường phong bình tĩnh mở miệng ngươi tìm chết thấy yến trường phong một bộ hoàn toàn không đem hắn để vào mắt bộ dáng lâm phương thần sắc hoàn toàn âm trầm xuống dưới trong mắt hiện lên một tia sát khí rít gào một tiếng hướng tới yến trường phong lược tới nếu là phế vật liền phải có làm phế vật giác ngộ còn dám ở chỗ này dõng dạc quỳ ảnh trường lâm phương hét lớn một tiếng tay phải tàn ảnh đạo đạo Hàn khí dày đặc, hướng tới Yến Trường Phong chụp tới. Đây là một môn hoàng giai trung phẩm võ kỹ. Võ kỹ từ cao đến thấp, theo thứ tự chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái cùng bậc. Mỗi cái cùng bậc lại chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm cùng với hạ phẩm tứ đẳng. Tại đây Triều Dương Thành Trung, lợi hại nhất võ kỹ cũng bất quá huyền giai thượng phẩm thôi. Đến nối địa giai cùng thiên giai cấp khác võ kỹ, toàn bộ đại Càn Quốc trung cũng không nhất định có thể nhìn thấy một hai cái chỉ có ở những cái đó cường đại vương triều thậm chí là đế quốc mới có khả năng nhìn thấy. Hào một cái quỷ ảnh trường, một trường đánh ra, trường ảnh từ từ, hư hư thật thật, lệnh người khó lòng phòng bị. Lâm phương đại ca không hổ là đã sắp đột phá đến thối thể cảnh năm trọng tu sĩ, cửa này quỷ ảnh trường đã bị lâm phương đại ca tu luyện tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi, yến trường phong chết chắc rồi, quả quyết không có khả năng là lâm phương đại ca đối thủ. Không sai, yến trường phong cuồng vọng tự đại, cũng dám công nhiên làm tiền chúng ta, còn dám đối lâm phương đại ca nói năng lỗ máng thật là tìm chết chương năm nghẹn họng nhìn chân chối bốn phía không ít người nghị luận sôi nổi nhìn yến trường phong trong ánh mắt mang theo cười lạnh cùng khinh thường chỉ là kế tiếp một màn lại là làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt trợn mắt cứng họng đối mặt lâm phương chiêu này quỷ ảnh trường yến trường phong động hắn một bước bán ra sau đó bỗng nhiên ra quyền hắn công kích phương thức như cũ đơn giản mà thô bạo vẫn chưa vận dụng cái gì cao thâm võ kỹ nhưng nhất cử nhất động đều ẩn chứa ý cảnh hóa hủ bại vì thần kỳ này đơn giản một quyền giống như giận hải sóng to tấn mãnh như tia chớp phanh yến trường phong cùng lâm phương đối oanh ở bên nhau giang giác theo một đạo rõ ràng xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên a à, lâm phương tức khắc hét thảm một tiếng cùng yến trường phong đối oanh cánh tay trực tiếp gãy đọa cả người càng là bay ngược đi ra ngoài phanh một tiếng lâm phương thật mạnh ngã trên mặt đất cả người mồ hôi lạnh ứa ra nhìn yến trường phong trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi sao sao có thể ngươi như thế nào sẽ trở nên như vậy lợi hại lâm phương sắc mặt trắng bệch trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng bốn phía lập tức an tĩnh lại ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau nơi này hoàn toàn sôi trào lên cái gì lâm phương đại ca thế nhưng bại này nhất định không phải thật sự yến trường phong tại sao lại như vậy lợi hại liền lâm phương đại ca đều không phải đối thủ ta không phải là đang nằm mơ đi Lâm Phương đại ca chính là có được thối thể cảnh 4 trọng thực lực a, thậm chí đều đã chuẩn bị bắt đầu đánh sâu vào thối thể cảnh năm trọng, thế nhưng bị Yến Trường Phong một quyền liền cấp đánh bại. Thật là đáng sợ, Yến Trường Phong này kẻ bất lực, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cường đại rồi? Bốn phía mọi người tất cả đều khiếp sợ không thôi, không thể tin tưởng nhìn Yến Trường Phong. Nếu nói phía trước Yến Trường Phong đánh bại Lâm Phàm, là bởi vì Lâm Phàm nhất thời đại ý, không biết Yến Trường Phong đã đột phá tới rồi thối thể cảnh nhị trọng nhưng hiện tại này lại là sao lại thế này chỉ một chiêu bị bọn họ coi như cứu tinh thiên tài lâm phương liền thua ở yến trường phong trên tay cứ việc không muốn tiếp thu nhưng lại không thể không tiếp thu này rõ ràng chính là thực lực nghiền áp ngươi luôn miệng nói ta là phế vật lại liền ta một quyền đều ngăn không được rốt cuộc ai là phế vật yến trường phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh hắn bước bước chân hướng tới lâm phương đi đến trong mắt hàn khí dày đặc ngươi lâm phương nghe vậy xấu hổ buồn bực không thôi trên mặt một trận nóng rát. Ngươi cái gì ngươi, đưa ngươi lên đường." Yến Trường Phong cười lạnh, chiều hắn đi bước một đi tới. "Đưa ta lên đường." Nghe được Yến Trường Phong nói, Lâm Phương đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cười lạnh, "Ha ha ha ha." "Ngươi muốn giết ta?" Yến Trường Phong không tỏ ý kiến. "Yến Trường Phong, tàn sát cùng tộc chính là tội lớn." "Ngươi dám giết ta?" Lâm Phương lại là cười lạnh. Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi một câu, phía trước Lâm Phàm cũng cho rằng ta không dám giết hắn, kết quả hắn đã chết. Lâm Phương nghe vậy tức khắc hô hấp cứng lại, hắn xoay chuyển ánh mắt, thoáng nhìn cách đó không xa Lâm Phàm thi thể, sắc mặt tức khắc một bạch, vừa rồi thong dong cùng bình tĩnh đều biến mất vô tung, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Không, đừng giết ta, Yến, Yến Thiếu, trước kia đều là ta có mắt không thấy Thái Sơn, cầu ngươi đừng giết ta, ngươi không phải muốn thối thể đan sao. Ta cho ngươi, đều cho ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng thấy yến trường phong cả người sát khí lành lạnh lâm phương tức khắc bị dọa phá gan vội vàng đem trên người thối thể đan tất cả đều đem ra thế nhưng ước chừng có tám viên yến yến thiếu này đó là ta vì hướng quan tích góp đều cho ngươi tất cả đều cho ngươi cầu ngươi dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng lâm phương bình thường một tiếng quỳ xuống mãn nhãn khất tha chi sắc đem trên người thối thể đan tất cả đều dâng lên hơn nữa lâm phương lo lắng yến trường phong không muốn buông tha chính mình đem chính mình trên người thối thể đan tất cả đều đem ra không nói còn xoay người hướng về phía chu vi xem mọi người quát lớn các ngươi còn đứng làm gì còn không chạy nhanh đem các ngươi trên người thối thể đan tất cả đều giao ra đây lâm phương ngữ khí lạnh băng trong lòng càng là đã sớm đem này nhóm người hung hăng mắng một lần ngươi nói này yến trường phong hiện tại trở nên lợi hại như vậy các ngươi thế nhưng còn để cho ta tới đối phó hắn này không phải cho ta hướng hố lửa đẩy sao bởi vậy đối với những người này hắn ngữ khí không có nửa điểm khách khí chỉ là nhìn trước mắt một màn này bốn phía mọi người tức khắc tất cả đều há hốc mồm bọn họ nguyên bản còn đem lâm phương trở thành cứu tinh đâu cho rằng lâm phương tới bọn họ liền có thể miễn thối thể đan không nghĩ tới lâm phương thế nhưng phản bị đối phương một quyền liền cấp đánh bại càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là này lâm phương vì mạng sống vì lấy lòng yến trường phong chẳng những đem chính hắn thối thể đan tất cả đều hai tay dâng lên thế nhưng còn trái lại làm tiền bọn họ muốn bọn họ cũng đem thối thể đan tất cả đều giao đi lên. Đều xử ở nơi đó làm gì, lời nói của ta các người không nghe được sao, chạy nhanh đem thối thể đan đều giao ra đây, nếu không. Lâm Phương trong mắt hiện lên một tia hàn mang, uy hiếp nói. Giao, chúng ta giao, mọi người đều sắp khóc thành tiếng tới, tất cả đều nghẹn khuất không thôi, trong lòng buồn bực muốn hộc máu. Lâm Phương chính là thối thể cảnh bốn trọng tu vi, hơn nữa đã sắp đánh sâu vào thối thể cảnh năm trọng, thực lực đừng nói là ở bọn họ này đó chi thứ đệ tử chung, liền tính là ở dòng chính đệ tử trung đều tính thượng là người xuất sắc, liền hắn đều ở yến trường phong trước mặt chịu thua, huống chi là bọn họ. Sau một lát, hơn 10 người liền đem trên người thối thể đan tất cả đều giao đi lên. Yến trường phong thô sơ giản lược đếm hạ, thế nhưng ước chừng có 49 viên. Hảo, các ngươi có thể đi rồi, đem trong tay thối thể đan tất cả đều thu lên, Yến trường phong quét mắt bốn phía mọi người, nhàn nhạt nói. Đến nỗi ngươi, Yến Trường Phong đem ánh mắt rừng ở Lâm Phương trên người, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Yến, Yến Thiếu, nhìn đến Yến Trường Phong khóe miệng cười lạnh, Lâm Phương tức khắc cảm thấy trong lòng run sợ, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, đồng thời hắn đáy mắt chỗ sâu trong cũng không khỏi hiện lên một tia tàn nhẫn, nếu lại Yến Trường Phong vẫn là không muốn buông tha hắn, hắn liền sẽ liều chết một bác. Yến Trường Phong sáu thức dữ dội nhạy bén, Lâm Phương trong mắt kia ti tàn nhẫn bị hắn rõ ràng cảm giác đến, bất quá hắn vẫn chưa chọc phá. Nguyên bản, ở hắn xem ra lâm phương bất quá là cái dâu rìa tiểu nhân vật thôi nhưng hiện tại yến trường phong lại là thay đổi cái này cái nhìn từ vừa rồi tình huống tới xem lưu trữ lâm phương so giết hắn càng có lợi lưu trữ hắn có thể cho này đại lao chính mình làm một ít việc tỷ như làm tiền thối thể đan trừ lần đó ra lâm phương bởi vì tu luyện tư chất xuyên cớ tuy rằng chỉ là chi thứ nhưng thực lực so với rất nhiều dòng chính đều phải mạnh hơn một bậc bởi vậy gia tộc phá lệ làm này mỗi tháng có thể cùng gia tộc dòng chính giống nhau, lĩnh đến 10 viên thối thể đan. Nếu Lâm Phương đã chết, như vậy này phân thối thể đan tự nhiên liền không có, nhưng nếu là Lâm Phương tồn tại, như vậy này đó thối thể đan. Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn nhìn Lâm Phương, bình tĩnh nói, không giết người cũng có thể, bất quá. Nghe được Yến Trường Phong nguyện ý buông tha chính mình, Lâm Phương tức khắc kích động không thôi, vội vàng bảo đảm nói, chỉ cần Yến thiếu không giết ta, tiểu nhân sau này nhất định duy yến thiếu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ là, hắn trong lòng lại là cười lạnh không thôi, yến trường phong tàn sát cùng tộc, đã phạm phải tội lớn, chờ đến tin tức truyền ra đi, gia tộc chấp pháp đường liền sẽ ra mặt, đến lúc đó yến trường phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên ở hắn xem ra, chỉ cần có thể tránh được trước mắt này một kiếp, chính mình liền có thể không cần ở đã chịu yến trường phong uy hiếp. Nhưng mà đúng lúc này, Yến Trường Phong chuyện lại là đột nhiên vừa chuyển, không giết người cũng có thể bất quá so sánh với mà nói vẫn là người chết làm nhân tâm an thanh âm rơi xuống lâm phương tức khắc sắc mặt đại biến trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm hắn lập tức ngẩng đầu lên liền nhìn đến một con trắng nõn bàn tay đối với hắn cái chán liền chụp lại đây tức khắc đồng tử co rụt lại một trường này nhìn như kéo dài vô lực nhưng lại kỳ mau vô cùng mau lẹ như một đạo tia chớp muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi phanh một tiếng trầm vang cái kia trắng nõn bàn tay nháy mắt chụp ở Lâm Phương chán phía trên, hắn thân thể tức khắc ngửa ra sau, theo sau ám kình bùng nổ, Lâm Phương thân thể tức khắc bay tứ tung đi ra ngoài, tiếp theo thật mạnh ngã trên mặt đất. Ngươi, Lâm Phương miệng mũi giật huyết, hắn mạnh mẽ ngẩng lên đầu, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, theo sau đầu thật mạnh khái trên mặt đất, như vậy không có sinh lợi. Chương 6, đan viện chịu nhục, 61 viên thối thể đan, thật đúng là một bút được mùa Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt Lâm Phương thi thể, liền cất bước hướng tới đan dược phòng đi đến. Ước chừng 15 phút thời gian sau, Yến Trường Phong đi tới đan dược phòng nơi đình viện. Này tòa đình viện chiếm địa diện tích cực lớn, chính là lâm ra một chỗ trọng địa, trước cửa thủ vệ thực lực thấp nhất đều có thối thể cảnh năm trọng tu vi. Cái này địa phương, chỉ có có được lâm ra huyết mạch nhân tài có thể đi vào, đến nơi Yến Trường Phong, lại là một cái ngoại lệ. Hắn là lâm gia duy nhất một cái khác họ thiếu gia, mặc dù hiện giờ địa vị dao động, bị triệu lâm ra đệ tử xa lánh, nhưng trung quy treo lâm ra thiếu ra danh hiệu, cho nên có thể mới tiến vào nơi này. Đến nỗi lâm ra sở chiêu mộ võ giả giáp sĩ, bọn họ đan dược bổng lộc còn lại là từ lâm ra chuyên môn người phụ trách tiến hành phát. Đan dược phòng, đây là chuyên môn vì lâm ra đệ tử lĩnh đan dược sở thiết một phòng. Trừ ra đan dược phòng, cái này sân mảnh đất trung tâm có một tòa thật lớn thành lũy, xương chi đan các. Đan các bốn phía đều có lâm gia ngự lâm đội giữ nghiêm, Giữa trấn Áp Lâm Gia nội tình, bên trong có đại lượng tu luyện tài nguyên. Đan các bốn phía, cùng sở hữu 9 tòa phòng luyện đan, cùng đan các thành vây quanh chi thế, mỗi tòa phòng luyện đan toàn đại biểu một người lâm gia luyện đan sư. Này 9 vị luyện đan sư sở luyện chế đan dược, trong đó một bộ phận bị đặt đến đan dược trong phòng phát cấp lâm gia mọi người tu hành, dư lại kia bộ phận 1 phần 2 sẽ vận đi ra ngoài bán, là lâm gia kinh tế nơi phát ra chi nhất, đến nỗi cuối cùng dư lại đan dược, tắc toàn bộ bị chứa đựng đến đan các bên trong. Yến Trường Phong rất xa liền nhìn đến phụ trách viện môn trước hai gã dáng người cường tráng thủ vệ. Nhìn đến đi tới Yến Trường Phong, hai gã thủ vệ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, toàn nhíu nhíu mày. Lại Yến Trường Phong cái kia phế vật, hắn đã ba tháng không có tới, trước kia mỗi lần lính đến đan dược đều thành người khác áo cưới, khi cách ba tháng, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại tới nữa. Lâm Quân một người cười nhạo nói, hắc, này phế vật trung gian cách ba tháng không tới lĩnh đan dược, không phải là muốn làm mặt khác những cái đó muốn đoạt lấy hắn đan dược người đều cho rằng hắn sẽ không lại đến lĩnh đan dược, sau đó sấn những người đó không chú ý, chính mình lại trộm chạy tới lĩnh đan dược, để tránh miễn ở lọt vào đoạt lấy đi. Bên cạnh Lâm Sơn suy đoán nói, Lâm Quân nghe vậy bĩu môi, cười lạnh nói, Lâm Sơn, người không khỏi quá xem trọng này phế vật, bằng này phế vật chỉ số thông minh, sao có thể tưởng được đến như vậy biện pháp. Nói cũng là, Lâm Sơn cười cười, thấy Yến Trường Phong đã đi tới, Ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người nghị luận vẫn chưa hạ giọng, có thể nói là không có nửa điểm cố kỵ, hoàn toàn không có đem Yến Trường Phong cái này Lâm gia thiếu gia để vào mắt. Hai người kia, tuy rằng đều họ Lâm, nhưng lại cũng không là Lâm gia huyết mạch, chính là Lâm gia bồi dưỡng ra tới gia tộc võ sĩ. Chỉ có một ít có thiên phú có thực lực, thả chung với Lâm gia võ giả, mới có thể bị ban họ Lâm. Yến Trường Phong biểu tình bình tĩnh đi lên trước tới, nhưng trong ánh mắt lại có hàn mang ẩn hiện hai cái lâm gia chó săn mà thôi dám như vậy nhục nhã hắn làm hắn trong lòng sát tâm nổi lên hắn bình đạm quét hai người liếc mắt một cái lâm quân cùng lâm sơn hai người ở trong lòng hắn đã bị đánh thượng tử vong nhãn nhưng muốn giết bọn hắn hiện tại còn không phải thời điểm đan viện chính là lâm gia trọng địa nơi này cao thủ đông đảo mà lâm quân cùng lâm sơn hai người chính là đan viện thủ vệ một khi hắn ra tay giết lâm quân cùng lâm sơn hai người nhất định sẽ kinh động đan viện trung cao thủ đến lúc đó nếu là bị coi như là cường sấm đan viện tạc tử, sẽ làm hắn lâm vào tuyệt cảnh. Đối với cường sấm đan viện người, lâm gia pháp lệnh là giết không tha. Liền tính là lâm gia gia chủ chi tử, nếu là dám can đảm cường sấm đan viện, đối đan các gây rối đều sẽ lọt vào đan viện trung cao thủ cường thế oanh sát. Yến Trường Phong tuy rằng lòng có sát khí, nhưng lại cũng đều không phải là lỗ mãng ngu phu. Quả nhiên là phế vật, thấy chính mình hai người như vậy nhục nhã, Yến Trường Phong cũng không dám biểu hiện ra chút nào tức giận, Lâm Quân hai người cũng không khỏi cảm thấy một trận không thú vị, hướng trên mặt đất hung hăng phun ra khẩu nước miếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ân, liền vào lúc này, Yến Trường Phong bước chân đột nhiên ngừng lại, lạnh băng ánh mắt dừng ở Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người trên người, hai người thế nhưng đều là cả người chấn động, như trụy hoàng tuyền. Hai người đều kinh nghi không thôi, chờ đến hai người hoàn hồn, Yến Trường Phong đã sai thân đi vào đan viện bên trong, chỉ để lại một đạo lạnh băng thanh âm ở bên tai lưu chuyển, tối nay giờ tí gió lạnh khởi. Đưa hai người các người phó hoàng tuyền. Nghe này lạnh băng lời nói, hai người trong lòng thế nhưng không khỏi dâng lên một cổ mạc danh cảm giác, Phảng Phất chính mình thật sự bị tử thần theo dõi giống nhau, trong lòng mơ hồ gian Phảng Phất cháo thượng một tầng tử vong khói mù. Phảng Phất vừa rồi câu nói kia không phải Yến Trường Phong lời nói, mà là xuất từ tử thần chi khẩu. Thẳng đến Yến Trường Phong đi xa, hai người trên người hàn ý mới vừa rồi dần dần tiêu tán, hai người cũng hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, tức khắc trong lòng kinh hãi vì sao ta cảm giác, này phế vật cùng trước kia có chút không giống nhau, nhìn Yến Trường Phong đi xa bóng dáng, Lâm Quân không khỏi thì thầm. Thật là không giống nhau, Lâm Sơn sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói, này phế vật trước kia cũng không dám dùng như vậy ngữ khí cùng ta hai người nói chuyện, hừ, một cái phế vật mà thôi, cũng dám uy hiếp ta hai người, nếu không có hắn vẫn là Lâm gia thiếu gia, ta một ngón tay đều có thể đem này nghiền chết. Đan dược trong phòng, dược hương phát mũi, Yến Trường Phong chưa đi vào trong phòng, liền đã ngửi được đan dược thanh hương đi vào đan dược trong phòng một người hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nam từ tức khắc mở to đôi mắt sáng lạn ánh mắt sắc bén mà sắc nhọn thế nhưng là ngươi lâm khuyết ánh mắt hơi lóe ngữ khí lãnh đạm nói người tới nơi này làm cái gì yến trường phong nhíu nhíu mày ta tới lĩnh tháng này thối thể đan nơi này không có người muốn thối thể đan người đi đi lâm khuyết nghe vậy phất phất tay không kiên nhẫn nói lâm khuyết người đây là có ý tứ gì Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt phát lạnh, sát khí lạnh lạnh nói. Ân, phế vật, người dám đối ta lộ ra sát khí. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí, Lâm Khuyết ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, không nghĩ tới trước mắt cái này xưa nay lấy uất ức mềm yếu mà nổi tiếng phế vật giờ phút này cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hơn nữa còn dám đối hắn lộ ra sát khí. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, Lâm Khuyết trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, ba tháng không thấy, không nghĩ tới người này phế vật tựa hồ tiến bộ không ít, chẳng những dám dùng như vậy ngữ khí cùng ta nói chuyện, thế nhưng còn dám đối ta lộ ra sát khí. Nói thật cho người biết đi, người thối thể đan liền ở ta trên tay, phía trước này mấy tháng thối thể đan, cũng đều từ bổn thiếu ra giúp ngươi lính. Lại nói tiếp, ta thật đúng là đến cảm ơn ngươi, này mấy tháng qua nếu không phải mỗi tháng nhiều ngươi này 10 viên thối thể đan phụ lấy tu luyện, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá nói thối thể cảnh sáu trọng đâu. Lâm khuyết đầy mặt hài hước, lại từ trong lòng lấy ra một cái tiểu bình xứ, thấy được sao? Phương diện này chính là người tháng này thối thể đan, ta cũng giúp người lính, tin tưởng này đó đan dược, nhất định có thể làm ta tu vi càng tiến thêm một bước. chương 7, báo thù không cách đêm, Yến Trường Phong trên người sát khí càng thêm nồng đậm, nhưng ngay sau đó, sở hữu sát khí rồi lại tất cả đều biến mất vô tung. Sở hữu sát niệm cùng phẫn nộ đều phảng phất tại đây một khắc biến mất vô tung. Hắn biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua đầy mặt hài hước lâm khuyết. Yến Trường Phong xoay người liền rời đi đan dược phòng. Hắn trong lòng nhấc lên mưa rền gió dữ. Tối nay, chú định là một cái đổ máu ban đêm. Rời đi đan dược phòng sau, Yến Trường Phong liền đầy mặt sát khí về tới chính mình chỗ ở. Tu luyện, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, đem từ lâm phương đám người trong tay đoạt lấy tới tu luyện tài nguyên tất cả lấy ra tới, bằng mau tốc độ tiến vào đến tu luyện trạng thái. Trong óc bên trong, thất sắc đạo liên xoay tròn, lưu chuyển suốt đạo nói thanh huy, từng luồng nồng đậm dược lực hóa khai, dũng mãnh vào hắn khắp người, không ngừng rèn luyện hắn thân thể, kinh mạch. Hắn lực lượng ở nhanh chóng tăng trưởng, thân thể càng thêm trong suốt, cơ thể thượng càng là cháo thượng một tầng nhàn nhà thanh huy, giống như ngọc chất giống nhau. Một canh giờ, hai cái canh giờ, từng viên thối thể đan bị yến trường phong luyện hóa, năm lần dược lực chảy khắp hắn toàn thân, hắn tu vi đang ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Thối thể cảnh nhị trọng trung kỳ, thối thể cảnh nhị trọng hậu kỳ, thối thể cảnh tam trọng sơ kỳ thối thể cảnh tam trọng trung kỳ, ta dương như máu, nhiễm hồng nửa bầu trời. Yến Trường Phong tự tu hành trung tỉnh lại, con người giữa một đạo ánh sao bắn ra, nhiếp người vô cùng. Lúc này, hắn tu vi thế nhưng đã đột phá tới rồi thối thể cảnh bốn trọng đỉnh. Khoảng cách thối thể cảnh năm trọng đều chỉ có một bước xa. Ban ngày thời gian mà thôi, liền làm hắn tu vi liền phá hai giai, từ thối thể cảnh nhị trọng, tấn trước tới rồi thối thể cảnh bốn trọng đỉnh, hơn nữa chỉ kém một bước là có thể tấn trước đến thối thể cảnh năm trọng mà kia 61 viên thối thể đan, hiện giờ thế nhưng chỉ còn lại có bất quá 7 viên. Từ thối thể cảnh nhị trọng đột phá đến thối thể cảnh 4 trọng đỉnh, thế nhưng ước chừng tiêu hao 54 viên thối thể đan. Yến Trường Phong không khỏi trong lòng kinh nghi, này thực không hợp với lẽ thường, phải biết rằng, hắn chính là có thất sắc đạo liên thêm vào dược hiệu. 54 viên thối thể đan, dựa theo 5 lần dược hiệu đổi nói, tương đương với là 270 cái thối thể đan. Đây là dữ dội khổng lồ một số tự. Thế nhưng chỉ làm hắn đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Không ứng như thế, thân thể này tư chất cũng không có kém như vậy, 270 viên thối thể đan, theo lý thuyết hẳn là có thể làm ta đột phá đến thối thể cảnh năm trọng thậm chí 6 trọng mới đúng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yến Trường Phong mày nhíu chặt, một lát sau, Yến Trường Phong bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, lẩm bẩm nói, hay là thân thể này còn che giấu có cái gì bí mật, là một loại cường đại đặc thù thể chất không thành. Bất quá, này cũng gần chỉ là suy đoán chính mình hiện giờ thân thể này đến tột cùng hay không là một loại cường đại đặc thù thể chất hắn hiện tại cũng không thể hiểu hết bởi vì thế gian đặc thù thể chất nếu là không được thức tỉnh liền ai cũng vô pháp biết được này chân thật cùng không mà muốn thức tỉnh đặc thù thể chất ít nhất muốn đột phá thối thể cảnh xử thân thể trong vắt không tỳ vết tiện đà lột đi phàm thân mới có khả năng thức tỉnh giấu ở thân phàm hạ đặc thù thể chất đem việc này tạm thời vứt đến một bên đẩy ra cửa phòng yến trường phong nhìn mắt núi xa lung lay sắp đổ như máu tà dương trong mắt hiện lên một mặt huyết sắc. Hắn nhìn mắt đan viện phương hướng, hai mắt hơi hơi nhíu lại, theo sau đi nhanh rời đi chính mình cư trú sân. Thiếu ra, đã chế thế này ngươi muốn đi đâu? Vừa mới đi ra sân, Yến Trường Phong liền nghe được Tô Mộng Nhi mềm nhẹ thanh âm. Nhìn từ bên ngoài đi vào tới Tô Mộng Nhi, Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, ngươi lại đi bên ngoài thủ công. Yến Trường Phong từ lâm gia lĩnh đến tiền tài cùng với tu luyện tài nguyên mỗi khi đều bị đoạt lấy không còn, cho nên Tô Mộng Nhi mỗi ngày đều sẽ đi ra bên ngoài làm một ít tạp sống, lấy kiếm lấy một ít sinh hoạt hàng ngày sở cần chi tiêu. Những năm gần đây, tính cách mềm yếu Yến Trường Phong nếu không có có Tô Mộng Nhi ở, chỉ sợ đã sớm chết đói. Tô Mộng Nhi cười thần bí, thiếu ra, người trước nhắm mắt lại, Mộng Nhi cho người cái kinh hỉ. Kinh hỉ, Yến Trường Phong hồ nghi nhìn mắt Tô Mộng Nhi, bất quá bởi vì dung hợp đời trước ký ức duyên cớ, Yến Trường Phong đối Tô Mộng Nhi đảo cũng vô cùng tín nhiệm. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời nói nhắm hai mắt lại tô mộng nhi thấy thế vội vàng từ trong lòng móc ra một quả tròn trịa thối thể đan coi nếu chân bảo phủng ở lòng bàn tay đem này đưa tới yến trường phong trước mặt thiếu gia có thể đem đôi mắt mở tô mộng nhi ôn nhu nói xinh xắn đứng ở yến trường phong trước mặt yến trường phong theo lời mở hai mắt nhìn tô mộng nhi trong tay phủng thối thể đan yến trường phong trong lòng không khỏi phát lên một tia gợn sóng thiếu gia hy vọng này cái thối thể đan có thể làm ngươi đột phá thối thể cảnh một trọng Tô Mộng Nhi trên mặt lộ ra hai cái nhợt nhạt lúng đồng tiền, đem thối thể đan nhét vào Yến Trường Phong trên tay. Người mỗi ngày đi ra ngoài làm tạp sống, chính là vì cho ta mua thối thể đan. Nắm Tô Mộng Nhi nhét vào hắn trong tay thối thể đan, Yến Trường Phong tâm bị xúc động. Tô Mộng Nhi tại đây Triều Dương Thành không có khác dựa vào, phải được đến này viên thối thể đan, chỉ có thể đến đan phường mua sắm. Mà này thối thể đan chân quý vô cùng, Tô Mộng Nhi mỗi ngày ra ngoài làm tạp sống, chỉ sợ này một viên thối thể đan, liền tiêu hết nàng mấy năm nay làm tạp công sở hữu tích tụ. Yến Trường Phong một tay đem Tô Mộng Nhi ôm vào trong lòng ngực, Tô Mộng Nhi thân thể tức khắc cứng đờ, hai má bay lên một mặt dạng mây đỏ, giật mình ở nơi đó không biết làm sao. Về sau không cần lại đi thủ công, khẽ vuốt Tô Mộng Nhi lược hiện khô vàng sợi tóc, Yến Trường Phong đem miệng tiến đến Tô Mộng Nhi bên tai, ôn nhu nói ta giữ ngươi. Cảm nhận được bên tai nhiệt khí, nghe được Yến Trường Phong ôn nhu lời nói, Tô Mộng Nhi cả người đều là cứng đờ, suýt nữa muốn hòa tan. Nàng hai má ửng đỏ, trái tim thình thịch không thẳng nhảy, trong lòng thế nhưng không khỏi cảm giác được một tia mạc danh hạnh phúc. Gió lạnh thổi quét, Yến Trường Phong buông lỏng ra trong lòng ngực thiếu nữ, ôn nhu nói, Mộng Nhi, vất vả một ngày, ngươi về trước phòng nghỉ ngươi đi, ta còn có chút sự, phải rời khỏi trong chốc lát. Nói, Yến Trường Phong liền đi ra sân, phía sau Tô Mộng Nhi đình đình mà đứng, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn Yến Trường Phong bóng dáng, trên mặt đỏ ửng chưa tán, rất có vài phần say lòng người chi tư. Rời đi chính mình chỗ ở sau, Yến Trường Phong lập tức ra lâm phủ, đi vào một nhà binh khí phô. Cái gọi là có bột mới gột nên hồ, hắn hiện tại tu vi thấp kém, một kiện tiện tay binh khí, có thể ở rất lớn trình độ nâng lên thăng thực lực của hắn. Đi vào nhà này binh khí phô chung, Yến Trường Phong tùy ý quét một vòng. Nhà này binh khí phô không tính là bao lớn, bốn phía bảy biện binh khí nhìn như kiện kiện hoa lệ bất phàm, kỳ thật có hoa không quả, không coi là thần binh lợi khí. Yến Trường Phong kiếp trước đối luyện khí chi đạo cũng có đọc qua, liếc mắt một cái liền đem này đó binh khí nhìn thấu, toàn vì thứ phẩm. Bất quá hắn đảo cũng hoàn toàn không để ý, cũng hoàn toàn không trông cậy vào có thể tại đây ra cũng không nhiều đại binh khí phô chung mua được một kiện tốt nhất binh khí. Từ đông đảo kiếm khí chúng tuyển bính tên là Thanh Phong Trường Kiếm. Thanh kiếm này có thể nói là trên đài bày ra tới đông đảo kiếm khí trung phẩm chất tốt nhất một thanh, tuy rằng ở Yến Trường Phong trong mắt như cũng nhập không được phẩm, tạm thời đảo cũng đủ hắn trước mắt cảnh giới sử dụng. Gia lý ra binh khí phô, Yến Trường Phong liền một lần nữa về tới chính mình chỗ ở. Ở trong phòng lại tu luyện một đoạn thời gian, khi giờ tí tới gần, Yến Trường Phong hóa thành một đạo màu đen u linh, lặng yên không một tiếng động hướng tới đan viện lao đi. chương 8, Nhất Kiếm Phong Hầu, Yến Trường Phong thân như quỷ mị, hắn thi triển ra một môn cường đại liếm tức thuật, đem chính mình hơi thở hoàn mỹ ẩn tàng rồi lên. Một cái màu đen tia chớp ở bóng đêm hạ xuyên qua, thực mau liền đi vào đan viện trước. Gió lạnh khởi, nguyên bản liền có vẻ vài phần thanh lãnh hưu quạnh cô nguyệt bị thật dày mây đen che đậy, sắc trời càng thêm tối sầm vài phần. Đan viện trước, Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người dựa cửa mà đứng. Quát phong, này phong cũng thật đến xương, Lâm Quân buồn ngủ bị gió lạnh thổi tan, ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu dày nặng tầng mây, tự giễu cười, nói: "Ha ha, giờ tí đã đến, kia Yến Trường Phong quả thật là cái phế vật." ta thế nhưng thật đem hắn ban ngày lược hạ trường hợp lời nói đặt ở trong lòng. Bên cạnh Lâm Sơn nghe vậy nhưng đầu đối này lộ ra một cái khinh thường chi sắc, nói kia Yến Trường Phong chính là cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, có cái gì sợ quá. Không nói hắn không dám tới, liền tính hắn thật tới, lại có thể làm cái gì. Một cái phế vật mà thôi, thế nhưng khẩu suất cuồng ngôn, muốn giết ta hai người, quả thực không biết cái gọi là, lời như vậy, căn bản không cần để ở trong lòng. Ha ha, nói rất đúng, ta này không phải xem kia phế vật hôm nay cùng dĩ vãng có chút không giống nhau sao, đảo cũng không có thật cảm thấy hắn dám đến này. Lâm quân cười nói, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một cổ so lúc trước càng thêm lạnh lẽo gió lạnh đánh úp lại, lãnh thấu xương tủy, viện môn bên hai thốc lửa trải lay động, một đạo sáng trong bạch quang từ lâm quân trên cổ chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, lâm quân nói âm đột nhiên im bặt, hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, đôi tay che lại cổ, nguyên bản tinh tế trơn nhẵn trên cổ dần dần lộ ra một cái huyết tuyến. Ân, Lâm Quân ngươi làm sao vậy? Bên cạnh, Lâm Sơn nhíu mày, phát hiện Lâm Quân khác thường. Còn chưa được đến Lâm Quân đáp lại, Lâm Sơn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cường lực nguy cơ cảm. Ban ngày cháo để bụng đầu kia một tầng khói mù lập tức mạc danh lại lần nữa dâng lên, thả càng thêm làm người bất an. Xôn sao, bạch quang sáng trong, chợt lóe rồi biến mất, vô thanh vô tức, không có tản mát ra bất luận cái gì lực lượng dao động. Ở Lâm Sơn sợ hãi trong ánh mắt, cắt qua hắn yết hầu. Hắn tức khắc cảm thấy một trận hô hấp khó khăn, sắc mặt phát thanh, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lửa trại rung động lay động, hắc ám chung một cái thân ảnh dần dần hiện lên. Là ngươi, nhìn Yến Trường Phong thân ảnh, Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người toàn đồng tử co rút lại, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Hai người trong đầu cơ hồ đồng thời hiện lên khởi ban ngày Yến Trường Phong sở lưu lại lời nói. Tối nay giờ tí gió lạnh khởi đưa hai người các ngươi phó hoàng tuyền. Bọn họ vừa rồi còn ở châm biếm, cho rằng đối phương bất quá là khẩu suất cuồng ngôn, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự tới. Hơn nữa, cái này xưa nay lấy mềm yếu mà nổi tiếng kẻ bất lực, vì sao sẽ cường đại như vậy? Sở biểu hiện ra ngoài thực lực, quả thực làm người tuyệt vọng. Thẳng đến giờ phút này, nhìn đến Yến Trường Phong trong tay không dính huyết kiếm, hai người mới vừa rồi bừng tỉnh minh bạch vừa rồi kia chợt lóe rồi biến mất bạch quang đến tột cùng là cái gì? Kiếm quang mau đến mức tận cùng, mau đến làm người khó có thể phản ứng. Nhất kiếm lược tới, hai người thậm chí không biết chính mình khi nào chung kiếm. Đây là cái dạng gì thực lực, kiểu gì khủng bố kiếm thuật. Giờ phút này, lâm quân hai người trong lòng tràn ngập sợ hãi, không cam lòng, cùng với đông đảo phức tạp tâm lý. Hai người muốn kêu to, muốn kinh động đan viện bên trong hộ viện cao thủ bắt sát Yến Trường Phong, nhưng hơi hơi hé miệng, lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm chỉ cảm thấy ý thức càng thêm mơ hồ cuối cùng đồng thời hướng tới phía sau đảo đi yến trường phong thân hình lập lòe nâng hai người thân thể đem chi nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất chưa từng phát ra bất luận cái gì tiếng vang đan viện bên trong cao thủ nhiều như mây bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều có khả năng khiến cho trong đó cao thủ chú ý nếu là mặc cho hai người thi thể ngã trên mặt đất phát ra ra thanh âm rất có khả năng sẽ kinh động đan viện trung hộ viện cao thủ nếu muốn giết người liền phải làm hoàn mỹ tự nhiên không thể bởi vì một chút việc nhỏ mà ảnh hưởng đại cục. Đem hai người thi thể an tĩnh đặt ở trên mặt đất lúc sau, Yến Trường Phong lại lần nữa hóa thành một đạo màu đen u mang, lắc mình lược nhập đan viện bên trong, lập tức hướng tới đan dược phòng sờ soạn qua đi. Hắn hơi thở thu liếm đến cực kỳ hoàn mỹ, chỉ cần hắn không cố ý thả ra sơ hở, liền tính là tu vi cao hắn mấy cái trình tự cao thủ đều mơ tưởng có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Đan dược trong phòng, Lâm Khuyết chính khoanh chân mà ngồi, hắn đem cửa phòng nhắm chặt, đem trong phòng thịnh phóng đan dược cái chai hết thảy mở ra lợi dụng bên trong đan dược phát ra nồng đậm đan hương tiến hành tu luyện này đó đan dược tất cả đều là muốn phát cấp lâm ra đệ tử đan dược hiện giờ lại bị hắn lợi dụng lên xem ra này mỗi tháng lĩnh đan dược quả nhiên vẫn là nghi sớm không nên muộn nếu là mỗi ngày tùy ý người này như vậy hành sự lĩnh đến đan dược dược hiệu sẽ giảm đi yến trường phong ánh mắt lạnh băng thấp phẩm đan dược dược hiệu vô pháp tất cả nội liếm sẽ hóa thành dược hương giật tán phát huy bại lộ ở trong không khí thời gian càng lâu, giữa chất chứa dược hiệu liền càng thấp. Ha ha, tại đây đan dược phòng tu luyện quả nhiên so ở bên ngoài khá hơn nhiều, mỗi ngày chỉ bằng này đó giật tràn ra tới dược hương, là có thể làm ta tốc độ tu luyện mau thượng rất nhiều, lại phụ lấy đan dược, nếu không bao lâu, ta là có thể lại làm đột phá, tấn chức đến thối thể cảnh bảy trọng, nếu là cứ thế mãi, liền tính là đột phá đến ngưng mạch cảnh cũng chưa chắc không có khả năng. Lâm khuyết trên mặt mang cười, yến trường phong cái kia phế vật, thế nhưng còn tưởng lĩnh thối thể đan, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Mỗi tháng 10 viên thối thể đan, liền tính là cho hắn cũng là lãng phí, còn không bằng từ ta đại lao tiêu thụ. Nhớ tới ban ngày Yến Trường Phong tới lĩnh đan dược sự, Lâm Khuyết trên mặt lộ ra một tia trào phúng chi sắc. Chỉ sợ người tiêu thụ không nổi. Đúng lúc này, một đạo lạnh băng thanh âm đột một vang lên, mang theo lạnh băng sát ý, chui vào Lâm Khuyết trong óc bên trong. Thanh âm không lớn, bị chân khí bao vây, hoàn toàn ngưng tụ thành một cái tuyến, trừ bỏ Lâm Khuyết ở ngoài, người ngoài căn bản vô pháp nghe thấy. Lâm Khuyết nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, đang muốn há mồm quát hỏi tới người nào, liền thấy trước mắt một đạo trắng bạch kiếm quang bay tới. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm tức khắc nảy lên trong lòng, hắn cả người lông tơ tạc khởi, lạnh băng hàn ý làm hắn như trụy hầm băng. Hắn đồng tử co rút lại, kia nói trắng bạch kiếm quang trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại, vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo tử vong chi ý. Này mà kiếm quang, giống như tử thần câu liêm, thật sự quá nhanh, như lôi đình tia chớp, căn bản vô pháp tránh đi. Một phần ngàn cái khoảnh khắc, này nói lạnh băng kiếm quang liền dừng ở lâm khuyết trên cổ. Trên cổ hắn tức khắc hiện lên một cái vết máu, giữa có đỏ thắm máu tươi chảy ra. Nhất kiếm phong hầu, yến trường phong cầm kiếm mà đứng, lạnh nhạt nhìn đầy mặt không thể tưởng tượng lâm khuyết. Ngươi, ngươi sao có thể, lâm khuyết ánh mắt nhanh chóng tan rã trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng cùng không cam lòng. Vừa mới còn ở nhắc mãi đối phương là phế vật đâu, không nghĩ tới ngay sau đó chính mình liền thành đối phương dưới kiếm vong hồn. Hắn trong lòng có muôn vàn nghi ngờ, cái này ngày xưa phế vật, như thế nào sẽ bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Lấy hắn thối thể cảnh sáu trọng tu vi, thế nhưng ngăn không được đối phương nhất kiếm. Hơn nữa, từ đối phương ra tay đến kết thúc, bất quá khoảnh khắc, này trong nháy mắt hắn thậm chí liền yến trường phong hiện giờ đến tột cùng ra sao tu vi trình tự đều chưa từng cảm nhận được, dữ dội kinh người sát phạt thủ đoạn. Chương 9, đêm tiềm đan viện, Lâm Khuyết sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, thân thể thẳng tắp hướng tới mặt sau đảo đi. Yến Trường Phong thấy thế lập tức tiến lên nâng Lâm Khuyết thi thể, đem này nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Tiếp theo, hắn thân hình chấp động, đem đan dược trong phòng đông đảo tu luyện tài nguyên tất cả thu vào chính mình trong túi chữ vật. Hơn nữa, ngay cả Lâm Khuyết trên người túi chữ vật cùng với này trong tay nắm chặt kia bình thối thể đan cũng không có buông tha, hết thảy thu lên. Có này đó tu luyện tài nguyên, nếu không bao lâu ta là có thể tấn chức đến ngưng mạch cảnh yến trường phong khóe miệng hiện lên một tia ý cười theo sau hắn một phen nhắc tới lâm khuyết thi thể đem chi trên cổ vết kiếm phong bế theo sau lại đem trên mặt đất vết máu rửa sạch sạch sẽ bảo đảm không có lưu lại bất luận cái gì sơ hở lúc sau mới vừa rồi mang theo lâm khuyết thi thể nhanh chóng rời đi đan viện dẫn theo lâm khuyết thi thể yến trường phong lặng yên không một tiếng động lặn ra lâm phủ đem lâm khuyết thi thể đưa tới triều dương thành ngàn dặm ở ngoài một tòa núi hoang trung vùi lấp như thế lần này mới vừa rồi xem như chân chính trọn vẹn Yến Trường Phong lẩm bẩm, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Hắn sở dĩ giết Lâm Khuyết, còn muốn mạo hiểm nguy hiểm đem Lâm Khuyết thi thể mang ra Triều Dương thành ngàn dặm ở ngoài tiến hành vùi lấp, mục đích chính là vì đem hắn ăn trộm đan dược trong phòng đan dược, cùng với Lâm Quân, Lâm Sơn hai người chi tử giá họa cho Lâm Khuyết thôi. Nếu là Lâm Khuyết dưới suối vàng có biết, biết chính mình đã chết còn giúp Yến Trường Phong bối hắc hoa, thế nào cũng phải khí thất khiếu bốc khói không thể. Ban đêm gió lạnh thổi quét, dây nặng tầng mây tản ra, lộ ra một vòng thanh lãnh cô nguyệt. đương Yến Trường phong lén quay về Lâm phủ, trở lại chính mình chỗ ở thời điểm, Tô Mộng Nhi đang đứng ở viện môn trước nhón chân mong chờ, đơn bạc thân thể ở gió lạnh trung run bần bật, nhìn đến Yến Trường phong thân ảnh, thiếu nữ tái nhợt trên mặt tức khắc nhột nhạo khởi một tia vui sướng chi sắc. Thiếu gia, Tô Mộng Nhi ôn nhu kêu, nhảy nhót đến Yến Trường phong trước mặt, giống như một cái tinh linh, cùng ánh trăng cùng múa. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, nhìn đến xa nhà trước nhón chân mong chờ tô mộng nhi kia một khắc yến trường phong lạnh băng tâm lập tức hòa tan lúc trước chu sát lâm khuyết đám người thời điểm sát khí biến mất vô tung trên người lại không một ti lệ khí đem tô mộng nhi vòng eo ôm nhập trong lòng ngực yến trường phong ôn nhu nói không phải làm ngươi trở về phòng nghỉ ngơi sao bên ngoài phong lãnh bị yến trường phong ôm vào trong lòng cảm nhận được yến trường phong thân thể độ ấm tô mộng nhi hai má tức khắc bay lên một mặt đỏ ửng nhìn tô mộng nhi này say lòng người tư thái Yến Trường Phong trong lòng không khỏi dâng lên một cổ mạc danh xúc động, thế nhưng ma xui quỷ khiến liền đối với Tô Mộng Nhi anh đào cái miệng nhỏ hôn lên đi. Ngô ngô, Tô Mộng Nhi hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong sẽ đột nhiên hôn qua tới, hai chỉ thủy linh linh mắt to trung hiện lên một mặt hoảng loạn, trong lòng càng là như nai con chạy loạn, thình thịt thẳng nhảy. Cảm thụ được Yến Trường Phong ôn nhu, Tô Mộng Nhi cả người phảng phất đều phải hòa tan, trong đầu trống rỗng. Gió lạnh thổi quét, đem hai người thổi tỉnh. Tô Mộng Nhi xấu hổ đến gương mặt nóng lên, giống như sắp tích xuất huyết tới giống nhau, ngựa ngùng đẩy ra Yến Trường Phong, chạy về đến chính mình trong phòng, dựa lưng vào cửa phòng, trước ngực một trận phập phòng. Yến Trường Phong cũng tỉnh táo lại, nhìn chạy trối chết Tô Mộng Nhi, Yến Trường Phong trên mặt không khỏi hiện lên một tia ý cười, lắc lắc đầu, Yến Trường Phong về tới chính mình trong phòng. Hắn nhanh chóng hồi tâm, ngồi xếp bằng trên giường phía trên, đem túi chữ vật lấy ra tới, bắt đầu rửa sạch lần này đan viện hành trình thu hoạch trong túi chữ vật, cùng sở hữu thối thể đan 360 cái, này đối Yến Trường Phong mà nói, có thể tính thượng là một bút không nhỏ tài nguyên. 360 cái thối thể đan, đổi thành 5 lần dược hiệu chính là 1.800 cái thối thể đan, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể chống đỡ ta tu luyện đến thối thể cảnh thứ 9 trọng đỉnh, nhưng ta nếu muốn đột phá đến thối thể cảnh đệ thập đoàn tụ mãn cảnh, này đó tài nguyên còn xa xa không đủ. Yến Trường Phong lầm bẩm nói, võ giả cảnh giới chia làm thối thể cảnh, ngưng mạch cảnh, thuế phàm cảnh, nguyên cương cảnh, thiên vị cảnh, động thiên cảnh, kiếp dương, sinh tử cảnh, trí tôn cùng với thần cảnh. Thối thể cảnh chỉ là võ giả tu hành cảnh giới thứ nhất. Nhưng mà, đối với này võ giả cảnh giới thứ nhất, lại ít có người chân chính đem này nhìn thấu. Thối thể, loại bỏ trong cơ thể tạp chất, bá, rèn luyện ra nhất trong suốt thân thể. Thối thể cảnh, chính là cơ sở, rèn luyện thân thể, chính là võ đạo tu hành chung quan trọng nhất một vòng. Thế nhân phần lớn cho rằng, thối thể cảnh chỉ có cửu trọng, lại ít có người biết, tại đây cửu trọng phía trên, còn có đệ thập trọng, viên mãn cảnh. Chỉ có tu luyện đến đệ thập trọng, mới vừa rồi chân chính xem như đem thối thể cảnh chăn đến viên mãn, mới có thể rèn ra chân chính không tì vết thân thể, vì sau này con đường đánh hạ kiên cố nhất cơ sở. Yến Trường Phong kiếp trước thân là thượng cổ thế gia Yến gia thiếu chủ, tự nhiên sẽ hiểu này bí văn. Bất quá, muốn tu luyện đến đệ thập trọng, lại là khó khăn vô cùng. Theo hắn biết, ngàn năm trước cùng hắn đồng thời đại thiên tài, tu luyện đến thối thể cảnh đệ thập trọng cũng không vượt qua 10 người. Mà hắn, đó là một trong số đó. Nếu kiếp trước ta có thể tu luyện đến thối thể cảnh đệ thập trọng, như vậy này một đời, ta cũng nhất định phải rèn luyện ra hoàn mỹ nhất thân thể. Đến nỗi đột phá đến thối thể cảnh đệ thập trọng sở yêu cầu tu luyện tài nguyên. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong không khỏi nhìn mắt đan viện phương hướng, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Đan các trung trấn áp lâm gia nội tình, giữa chứa đựng đại lượng tu luyện tài nguyên. Đối với lâm gia đan các, hắn chính là động tâm khẩn. Chỉ là, muốn tiến vào đan các, cướp lấy trong đó tu luyện tài nguyên, lại phi chuyện dễ. Đem lúc này tạm thời phóng tới một bên, Yến Trường Phong nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm cảnh, bắt đầu xuống tay tu hành lên. Hắn hiện tại yêu cầu bằng mau tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Lúc trước hắn ra tay giết Lâm Phương cùng Lâm Phàm hai người, lại ra tay đoạt lấy không ít Lâm ra đệ tử tu luyện tài nguyên, những việc này tin tưởng nếu không bao lâu liền sẽ truyền khai đến lúc đó không thể thiếu sẽ cùng lâm ra chấp pháp đường giao tiếp đến lúc đó nếu là không có đủ thực lực chính mình liền sẽ lâm vào hiểm cảnh bất quá nghĩ đến lâm khuyết phản bội gia tộc trông coi tự trộm chẳng những cuốn đi bổn ứng phát cấp lâm ra đệ tử sở hữu đan dược còn giết đan viện thủ vệ hành vi chi ác liệt so với ta tới lại là tốt quá hóa lốp kể từ đó chấp pháp đường bên kia nhất định sẽ phân ra bộ phận tinh lực lùng bắt lâm khuyết nhưng thật ra có thể vì ta giảm bớt một ít áp lực yến trường phong thấy rõ trong lòng đối này hết thảy sớm đã có so đo. Hắn thu hồi tâm thần, trong cơ thể huyền pháp vận chuyển, bắt đầu nghiêm túc tu hành lên. Theo từng viên thối thể đan bị luyện hóa, từng luồng tinh thuần lực lượng chảy xuôi, hắn thân thể càng thêm trong suốt côi Mỹ, hắn tu vi cũng ở nhanh chóng tăng lên. Hôm sau sáng sớm, tia nắng ban mai nhảy vào cửa sổ nội, Yến Trường Phong trong cơ thể truyền ra một tiếng vang nhỏ, tiếp theo hắn trên người lưu chuyển thanh phát sáng hoa đại thịnh, thuận lợi đột phá đến thối thể cảnh năm trọng hắn chậm rãi mở to đôi mắt, ánh mắt sáng lạn, thần hoa kích động, cơ thể trắng tinh như ngọc, nhìn như yếu ớt vô lực, nhưng trong đó lại ẩn chứa kinh người lực lượng. Chương 10, vụ oan giá hỏa, Yến Trường Phong mở hai mắt, con người giữa thanh huy lưu chuyển, cuối cùng quy về bình đẳng. Đột phá sở yêu cầu tu luyện tài nguyên càng ngày càng nhiều, từ thối thể cảnh bốn trọng đỉnh đột phá đến thối thể cảnh thứ năm trọng, thế nhưng ước chừng hao phí ta 30 viên thối thể đan. Yến Trường Phong lẩm bẩm, trong lòng càng thêm hoài nghi chính mình hiện giờ thân thể này chung che giấu có đại bí mật. Mà liền ở yến trường phong bế quan tu luyện là lúc, lâm phủ bên trong lại sớm đã nhắc lên một hồi sóng to gió lớn. Yến trường phong chu sát lâm phương cùng lâm phàm hai người, cùng với làm tiền cùng tộc tu luyện tài nguyên sự tình đã hoàn toàn truyền khai. Vô luận ở đâu cái gia tộc, tàn sát cùng tộc đều là tội lớn, này ở lâm gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đương tin tức truyền khai, tức khác ở lâm gia khiến cho anh động. Mọi người khiếp sợ đồng thời, càng có rất nhiều cảm thấy không thể tin tưởng. Ngươi nói cái gì, Yến Trường Phong kia phế vật giết Lâm Phàm một người Lâm ra đệ tử mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi chi sắc. Không chỉ là giết Lâm Phàm ngay cả Lâm Phương Đại ca cũng bị hắn giết. Bên cạnh một người thiếu niên sửa đúng nói, hơn nữa, nghe nói hắn còn làm tiền Lâm rượu đám người trên người sở hữu thối thể đan. Sao có thể, kia Yến Trường Phong chính là cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, chẳng những làm người uất ức, ngay cả tu luyện cảnh giới cũng bất quá mới thối thể cảnh một trọng như vậy một cái phế vật sao có thể làm ra chuyện như vậy tới nghe nói hắn đã đột phá tới rồi thối thể cảnh nhị trọng thì tính sao liền tính hắn đột phá tới rồi thối thể cảnh nhị trọng ở chúng ta lâm ra chúng đệ tử chung thực lực của hắn như cũ là lót đế tùy tiện một người là có thể dễ dàng chấn áp hắn không sai theo ta được biết lâm phàm chính là có được thối thể cảnh tam trọng tu vi lâm phương càng là thối thể cảnh bốn trọng đỉnh cao thủ hơn nữa ta nghe nói hắn đã ở bắt đầu chuẩn bị xuống tay đột phá đến thối thể cảnh năm trọng, lấy hắn hai người thực lực, người cảm thấy Yến Trường Phong kia phế vật có thể giết bọn họ sao. Nhưng, Lâm Phàm cùng Lâm Phương hai người thật là đã chết, hơn nữa lúc ấy chính là có không ít người đều tận mắt nhìn thấy, thật là Yến Trường Phong giết Lâm Phương bọn họ. Cái gì tận mắt nhìn thấy, ta xem hơn phân nửa chính là những người đó liên thủ giết Lâm Phương hắn hai người, vì tẩy thoát tội danh, cho nên mới muốn đem tội danh giá họa cho Yến Trường Phong cái kia kẻ đáng thương đi. Chỉ tiếc, này nhóm người thật đúng là không dài đầu óc, giá họa cho ai không tốt, thế nhưng giá họa cho một cái phế vật, cũng không nghĩ, bọn họ đem chuyện này giá họa đến Yến Trường Phong trên đầu, lại có ai sẽ tin tưởng. Tấm tắc, một cái thối thể cảnh một trọng phế vật, Nga không, tạm thời tính hắn thật sự đã đột phá tới rồi thối thể cảnh nhị trọng hảo. Một cái thối thể cảnh nhị trọng phế vật, giết thối thể cảnh tam trọng lâm phàm, cùng với thối thể cảnh bốn trọng đỉnh lâm phương hai người, hơn nữa còn cướp bóc một đám thối thể cảnh tam trọng cao thủ, người cảm thấy này có thể tin sao? Tin tức tuy rằng truyền khai nhưng làm người không nói gì chính là thế nhưng không người nguyện ý tin tưởng việc này chính là yến trường phong việc làm kia 10 dư danh lọt vào yến trường phong làm tiền trên người sở hữu thối thể đan mọi người tất cả đều khóc không ra nước mắt trong lòng buồn bực mấy dục hộp máu chúng ta nói đều là sự thật a à, như thế nào liền không ai tin tưởng đâu càng làm cho bọn họ buồn bực chính là mọi người chẳng những không tin thế nhưng ngược lại cho rằng là bọn họ liên thủ giết Lâm Phàm cùng Lâm Phương hai người. Này ngôn luận vừa ra, tức khắc sợ tới mức bọn họ mặt đều tái rồi. Tàn sát cùng tộc tội danh bọn họ nhưng nhận không nổi. Nề hà bốn phía tất cả đều là này ngôn luận, không ít người nhìn thấy bọn họ đều không thể thiếu một phen chỉ chỉ trỏ trỏ, làm đến này mười dư danh người bị hại khổ không nói nổi, khí đều sắp nổi điên. Đều lại yến trường phong kia đáng chết phế vật, hừ, trước không cần lo cho như vậy rất nhiều, chúng ta việc cấp bách là đem chuyện này bẩm báo cấp chấp pháp đường nói cách khác nếu là mặc cho những người này như vậy nghị luận đi xuống chúng ta chỉ sợ thật đến cho bọn hắn hại chết thì yến trường phong kia phế vật bối hắc hoa lâm diệu nghiến răng nghiến lợi nói có thể nói là hận thấu yến trường phong lâm diệu nói rất đúng chúng ta đến chạy nhanh đem việc này bẩm báo đi lên tin tưởng chấp pháp đường sẽ tự đem việc này điều tra rõ ràng đến lúc đó là hắc là bạch đều có định luận không sai chỉ cần chấp pháp đường ra mặt điều tra rõ hết thảy đến lúc đó chẳng những còn ta chờ xanh trắng, Yến Trường Phong kia phế vật cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi thôi, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Yến Trường Phong kia phế vật bị xử tử bộ dáng. Một đám người oán hận nói, trong mắt toàn lập lè cừu hận ánh mắt. Nói, một đám người nhanh chóng hướng tới lâm phủ chỗ sâu trong chấp pháp đường đi vội mà đi. Mau xem, là lâm diệu bọn họ, bọn họ hướng chấp pháp đường đi. Ha ha, bọn họ muốn đem tội danh vụ oan đến Yến Trường Phong kia kẻ bất lực trên đầu, tự nhiên không thể thiếu muốn đi chấp pháp đường bẩm báo, cái gọi là tặc kêu trảo tặc, đại khái chính là như thế đi. Chỉ tiếc, bọn họ từ lúc bắt đầu liền đi nhầm, muốn đem tội danh vụ oan đến Yến Trường Phong kia phế vật trên đầu, cũng mệt bọn họ nghĩ ra được. Một người lâm ra đệ tử lắc lắc đầu, nhìn hướng tới chấp pháp đường chạy như bay mà đi lâm rượu đám người, ánh mắt lộ ra một tia châm biếm. Này cũng không trách mọi người sẽ như vậy tưởng, rốt cuộc, Yến Trường Phong phế vật tên tuổi thật sự quá mức vang dội, người tận biết, phế quá hoàn toàn. Không riêng gì tu hành thượng phế, càng là tính cách thượng phế. Một cái nhát như chuột, đã chịu khinh nhục cũng không dám có một tia phản kháng kẻ bất lực, tu vi cũng ở lâm ra chúng đệ tử chung lót đế, nếu không có chính mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, như vậy một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, thế nhưng sẽ làm ra như vậy oanh động sự tình tới. Nghe được bên ngoài tiếng gió, Yến Trường Phong cũng không khỏi cảm thấy một trận vô ngữ, giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới đời trước cái này phế vật tên tuổi, thế nhưng trả lại cho hắn như vậy phương tiện chỗ. Nguyên bản ta còn ở suy nghĩ, nên như thế nào cùng gia tộc chấp pháp đường Chu Toàn, chưa từng tưởng lại có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia ý cười, tình huống như vậy, nhưng thật ra làm hắn bất ngờ. Nếu mọi người đều không tin, ta đây không ngại thuận nước đẩy thuyền, kể từ đó, ta liền có thể đứng ngoài cuộc, an tâm tu hành, mau chóng tăng lên thực lực. Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, tâm niệm chuyển động suy tư kế sách. Mà liền ở Lâm Phủ bởi vì Lâm Phương cùng Lâm Phàm hai người thân chết Lâm vào oanh động đồng thời, Lâm Phủ Trung đột nhiên lại truyền ra một cái tin tức lớn. Phụ trách bảo hộ đan dược phòng, vì Lâm gia đệ tử phát đan dược Lâm khuyết trông coi tự trộm, đánh cắp đan dược trong phòng sở hữu tu luyện tài nguyên, cũng đánh chết đan viện hai gã hộ vệ chạy ra Lâm Phủ tin tức cũng vào lúc này truyền ra tới. Tin tức mới vừa một truyền ra, liền ở Lâm Phủ giữa dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Hơn nữa, trận này phong ba càng hơn với yến trường phong chu sát lâm phương cùng lâm phàm hai người cùng với làm tiền cùng tộc sở khiến cho phong ba có thể nói là chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới cái gì đan dược phòng bị trộm trong khoảng thời gian ngắn một đám lâm gia đệ tử tức khắc ngồi không yên tất cả đều kinh giận không thôi tại sao lại như vậy lâm khuyết vì cái gì muốn làm như vậy đan viện hôm qua thủ vệ chính là lâm quân cùng lâm sơn hai người hắn hai người đều có thối thể cảnh năm trọng tu vi Lâm Khuyết tuy rằng có thối thể cảnh sáu trọng tu vi, nhưng muốn vô thanh vô tức giết hắn hai người, mà không kinh động đan viện hộ viện cao thủ, cũng quả quyết vô pháp làm được, việc này có chút kỳ quặc. Kia cũng chưa chắc, Lâm Khuyết tư chất không kém, nếu là hắn đột phá tới rồi thối thể cảnh bảy trọng, muốn ở không kinh động hộ viện cao thủ dưới tình huống chu sát Lâm Quân hai người bất quá dễ như trở bàn tay. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm phủ giữa nghị luận xôn xao, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chương 11, há hốc mồm Lâm Diệu chấp pháp đường, Yến Trường Phong giết Lâm Phàm cùng Lâm Phương hai người, còn đoạt đi rồi các người thối thể đan. Nghe Lâm Diệu đám người bẩm báo, chấp pháp đường đương nhiệm người phụ trách Lâm Thiên Ca nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Lâm Diệu đám người liếc mắt một cái, không chút để ý nói. Ha 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 ha, thật là chê cười. Chấp pháp đường chung, lại một người tuổi trẻ nam tử đi ra, người này tên là Lâm Trung, chính là Lâm Thiên Ca phụ tá đắc lực. Nhìn Lâm Diệu đám người, Lâm Trung trên mặt mang theo cười lạnh, nói, Lâm Diệu, người chờ hay là thật khi ta chấp pháp đường người đều là ngu phu đầu đất sao? Yến Trường Phong là cái dạng gì người? người hay là cho rằng chúng ta không biết sao? một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật thôi. chỉ bằng hắn có thể giết được Lâm Phương hắn hai người, có thể đoạt được các ngươi lớn như vậy một đám người. lời vừa nói ra, chấp pháp đường chung mọi người tất cả đều thần sắc không tiêu tan nhìn Lâm Diệu đám người. Lâm Diệu đám người thấy thế thức khắc nóng này, vội vàng nói: chư vị đại nhân, ta chờ lời nói những câu là thật a. À tuyệt không dám có nửa điểm hư ngôn, còn thỉnh chư vị đại nhân minh dám. Minh dám, Lâm Trung cười lạnh, việc này còn không trong sáng sao. Hắn hài hước nhìn Lâm Diệu đám người, nói, theo ta thấy, việc này căn bản là là người chờ việc làm. Các ngươi liên thủ giết Lâm Phương cùng Lâm phàm hai người, lo lắng hành vi phạm tội bại lộ, vì thế liền muốn đem này hành vi phạm tội giá họa đến yến trường phong kia phế vật trên đầu. Bất quá, các ngươi chỉ số thông minh thật đúng là lệnh người kham yêu, đem việc này giá họa cho ai không tốt, một hai phải giá hỏa cho một cái không có một tia khả năng làm được việc này một cái phế vật trên người Lâm Trung cười lạnh liên tục nhìn Lâm Diệu đám người ánh mắt giống như là đối đãi một đám ngu mốc giống nhau nói tới đây hắn ngữ khí đột nhiên một túc trầm giọng quát là cùng không phải còn không mau từ thật đưa tới nghe được Lâm Trung phân tích Lâm Diệu đám người sắc mặt trắng bệch tất cả đều trợn tròn mắt này ngôn luật bọn họ sớm tại lúc trước liền đã nghe được không ít Lâm gia đệ tử ở nghị luật, không nghĩ tới đi vào chấp pháp đường. Vị này chấp pháp đường đại nhân thế nhưng cũng là như vậy cái nhìn. Giờ phút này, bọn họ buồn bực đến sắp hộp máu. Từ thật đưa tới, Lâm Diệu đám người khóc không ra nước mắt, chúng ta nói đều là thật sự a, à, chỉ là các ngươi đều không tin a. À. Thấy Lâm Diệu đám người sắc mặt trắng bệch, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, Lâm Chung trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên như thế thần sắc. Như thế nào, không lời nói nhưng nói phải không, một khi đã như vậy, còn không mau mau nhận tội chấp pháp đường mọi người cũng đều vẻ mặt khinh thường nhìn lâm diệu đám người khe khẽ nói nhỏ thật đúng là một đám xuẩn chứng bọn họ thật là chúng ta lâm ra huyết mạch sao chính là xuẩn đến nước này cũng thật là không ai muốn đem tội danh giá họa cho người khác cũng không biết ngẫm lại người khác có hay không năng lực phạm phải như vậy tội danh nghe được bốn phía mọi người nghị luận lâm diệu đám người thầm mắng không thôi rốt cuộc ai mới là chân chính ngu xuẩn rõ ràng là các người đều bị yến trường phong phế vật bề ngoài cấp che mắt hảo đi Bất quá lời này bọn họ cũng không dám giáp mặt nói ra, bằng không nhưng không được đem chấp pháp đường mọi người cấp đắc tội đến chết a. À. Đại nhân, chúng ta vừa rồi lời nói những câu là thật, thỉnh chư vị đại nhân nắm rõ a, à, ngàn vạn không cần bị Yến Trường Phong kia tiểu tử phế vật bề ngoài cấp che mắt a. À. Thấy chấp pháp đường mọi người tựa hồ nhận định là bọn họ giết Lâm Phương hai người, Lâm Diệu đám người tất cả đều sốt ruột không thôi. Đúng vậy, chư vị đại nhân, kia Yến Trường Phong căn bản là không phải phế vật, cái gọi là phế vật căn bản là là hắn ngụy trang. Không sai, chư vị đại nhân, kia Yến Trường Phong chẳng những không phải phế vật, hơn nữa vẫn là cái thiên tài, một quyền thuận tiện lâm phàm cùng lâm phương đại ca bắn cho giết. Ta chờ đều biết, chấp pháp đường công chính nghiêm minh, nhìn rõ mọi việc, tin tưởng chư vị đại nhân tất nhiên sẽ điều tra rõ hết thảy, trả ta chờ xanh trắng. Mọi người sôi nổi thượng ngôn, chỉ là chấp pháp đường chung mọi người hiển nhiên chưa đem mọi người lời nói để ở trong lòng, chỉ khi bọn hắn là vì cấp chính mình giải vây tội danh thôi lâm trung hừ lạnh nói hừ đều đến lúc này các ngươi còn không nhận tội còn muốn đem tội danh giá họa cho yến trường phong cái kia phế vật thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi thối thể cảnh nhị trọng một quyền oanh sát thối thể cảnh bốn trọng đỉnh lâm phương quả thực vớ vẩn ta xem các ngươi là hành vi phạm tội bại lộ đã nói năng lộn xộn lâm trung hiển nhiên không tin thối thể cảnh nhị trọng một quyền liền cấp một cái thối thể cảnh bốn trọng đỉnh cao thủ bắn cho giết sao có thể quả thực chính là lời nói vô căn cứ liền tính là bọn họ lâm gia thành công tiến vào đến thiên võ học viện tu hành lâm tương chờ thiên tài đều làm không được liền càng hai giai tác chiến, nhiều nhất chỉ có thể càng nhất giai thôi, huống chi xưa nay lưng đeo phế vật chi danh Yến Trường Phong. Liền vào lúc này, chấp pháp đường ngoại, một người tuổi trẻ chấp pháp đường đệ tử vội vàng đi đến, đối với lâm thiên ca nhất bái lúc sau vội vàng nói, đại nhân, không hảo, đan dược phòng đã xảy ra chuyện. Đan dược phòng, lâm thiên ca nghe vậy tức khắc ánh mắt một ngưng, trầm giọng nói, đan dược phòng xảy ra chuyện gì ngày hôm qua ban đêm phụ trách bảo hộ đan dược phòng lâm khuyết suốt đêm đánh cắp đan dược trong phòng sở hữu đan dược cũng giết chết hai gã đan viện thủ vệ lẩn trốn cái gì lâm thiên ca nghe vậy tức khắc kinh hãi tức khắc đứng dậy biểu tình ngưng trọng chấp pháp đường chung còn lại người chờ cũng tất cả đều sắc mặt khẽ biến lâm trung đi lên trước tới hướng về phía tên kia bẩm báo đệ tử quát hỏi nói việc này cũng thật thiên chân vạn xác chuyện này hiện giờ đã ở bên ngoài truyền khai tên kia đệ tử mở miệng nói đan các nhưng có ngoài ý lâm thiên ca khôi phục chấn định trầm giọng hỏi đan các cũng không dị thường người nọ đáp lại nói lâm thiên ca gật gật đầu nhìn mắt lâm diệu đám người tay áo vung lên hạ lệnh nói trước đem lâm diệu đám người bắt giữ đến thiên phệ uyên lâm trung ngươi mang một đội người đi thăm thăm kia yến trường phong hư thật đem việc này điều tra rõ ràng miễn cho có người nói ta chấp pháp đường làm việc không đủ công chính nghiêm minh nói hắn liếc mắt lâm diệu đám người hiển nhiên ý có điều chỉ Lâm Diệu đám người nghe nói muốn đem bọn họ bắt giữ đến Thiên Phệ Huyên tức khắc nóng này. Bọn họ chính là biết Thiên Phệ Huyên là cái cái dạng gì địa phương, nơi đó linh khí toàn vô, chỉ có ô chọc đen đủi, chính là giam giữ Lâm gia phạm phải tội lớn đệ tử địa phương. Đại nhân, chúng ta lời nói thiên chân vạn sắc a, à, thật lại yến trường phong giết Lâm Phương bọn họ, cùng chúng ta không quan hệ a, à, chúng ta cũng là người bị hại a. À. Lâm Diệu đám người reo lên, câm miệng Lâm Trung lãnh quát lên, trên mặt sát khí thất lộ. Lâm Diệu đám người nghe vậy tức khắc run lên, im như ve sầu mùa đông. Chấp pháp đường đệ tử, tất cả đều là Lâm gia tinh anh, tu vi cao thâm, thực lực thâm hậu, cũng không phải là bọn họ có khả năng đối kháng. Các ngươi yên tâm, đãi ta điều tra rõ chân tướng, nếu việc này thật cùng các ngươi không quan hệ, tự sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Thấy kinh sợ trụ bọn họ, Lâm Trung ngữ khí hơi hoán, tiện đà đối với thủ hạ mạng người lệnh nói, người tới, đưa bọn họ cho ta dẫn đi. Chấp pháp đường Trung đi ra hai người, đối với lâm diệu đám người cười lạnh nói, theo chúng ta đi đi. Lâm diệu đám người không dám cãi lời, đừng nhìn đối phương chỉ có hai người, nhưng này hai người nhưng tất cả đều có thối thể cảnh sáu trọng trở lên tu vi, bất luận cái gì một cái, đều đủ để đưa bọn họ toàn bộ diệt sát tại đây. chương 12, cáo mượn oai hùng, lâm thiên ca nhàn nhạt quét mắt lâm diệu đám người bóng dáng, theo sau một lần nữa đem suy nghĩ phóng tới đan dược phòng bị trộm một chuyện thường, Việc này so với Lâm Phương cùng Lâm Phàm hai cái chi thứ đệ tử bị giết sự kiện càng thêm ác liệt, ảnh hưởng lớn hơn nữa. Đan dược phòng ở vào đan viện, mà đan viện chính là Lâm gia trọng địa, đan dược phòng bị trộm, nhất định sẽ khiến cho gia tộc cao tầng coi trọng. Đan viện thủ vệ, tu vi thấp nhất đều sẽ thối thể cảnh năm trọng tu vi, Lâm khuyết có thể ở không kinh động đan viện trung hộ viện cao thủ dưới tình huống Vô thành vô tức giết đan viện hai gã thủ vệ trốn đi, nghĩ đến người này cho là đã đột phá tới rồi thối thể cảnh bảy trọng lâm thiên ca ánh mắt lập lòe trong lòng suy tư theo sau dẫn dắt một đội chấp pháp đường thành viên lập tức hướng tới đan viện chạy đến đến nỗi lâm trung còn lại là hướng tới yến trường phong chỗ ở chạy như bay mà đi hắn vẫn chưa làm mặt khác đi theo mà là đi một mình tựa căn bản chưa đem việc này để ở trong lòng ở trong lòng hắn đã vào trước là chủ cho rằng lâm phương hai người chết chính là lâm diệu đám người việc làm mà yến trường phong tắc chỉ là một cái lọt vào hãm hại kẻ đáng thương thôi mặc kệ nói như thế nào vẫn là muốn đi tìm kia Yến Trường Phong điều tra một phen, ít nhất xuất diễn đến làm đủ. Nói cách khác, nếu là bị người ta nói ta chấp pháp đường hành sự qua loa, không đủ công chính nghiêm minh đã có thể không tốt. Lâm Trung oán giận nói, đối với đi trước ngoại viện điều tra Yến Trường Phong sự tình pha không tình nguyện. Ở hắn xem ra, này căn bản là là làm điều thừa. Ngoại viện, mau xem, là chấp pháp đường Lâm Trung đại nhân, hắn lần này hiện thân, hơn phân nửa là tới điều tra Yến Trường Phong tàn sát cùng tộc việc chấp pháp đường quả nhiên công chính nghiêm minh, chuyện này đã thực minh xác, chính là Lâm Diệu đám người việc làm, Lâm Trung Đại Nhân còn tự mình xuống dưới điều tra việc này, hành sự thật sự nghiêm cẩn a. À. Ngoại viện không ít Lâm gia đệ tử nhìn đến Lâm Trung, không tiếc tán dương chi từ, nghe được Lâm Trung tâm tình rất tốt, tuy trên mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại là sớm đã lâng lâng. Xem ra lần này xuống dưới điều tra một chút, cũng là rất cần thiết sao. Lâm Trung trong lòng nghĩ như thế đến, đối với ngoại viện chúng Lâm gia đệ tử ca ngợi rất là hưởng thụ càng có không ít đệ tử nhân cơ hội tiến lên mình hót một phen, hy vọng có thể vì chính mình tìm đến một cái chỗ dựa. Rốt cuộc, chấp pháp đường đệ tử, ở lâm gia địa vị chính là rất cao. Những người này, đều là lâm gia tinh anh, cùng người như vậy tốt hơn, tóm lại không phải chuyện xấu. Yến Trường Phong ở tại địa phương nào, mang ta qua đi. Lâm Trung khoanh tay mà đứng, rất có uy nghiêm nói. Vừa dứt lời, lập tức có người đứng dậy, đầy mặt tươi cười nói, Yến Trường Phong ở tại phía đông sân, đại nhân bên này thỉnh, lâm dược này liền mang đại nhân qua đi. Lâm Trung ân một tiếng, nhàn nhạt gật gật đầu, đi theo lâm dược cùng nhau hướng tới yến trường phong chỗ ở bước vào. Đi, chúng ta cũng cùng qua đi nhìn xem, chấp pháp đường đại nhân chính là hồi lâu chưa từng xuống dưới, vừa lúc có thể mượn cơ hội này, cùng vị đại nhân này thuộc lạc một phen. Trừ lần đó ra, ta đảo cũng muốn nhìn một chút, kia yến trường phong hay không đúng như lâm diệu đám người lời nói như vậy, khoác phế vật áo khoác, kỳ thật là cái kinh thế thiên tài. Ha ha, Kinh thế thiên tài, đánh đổ đi ngươi, nếu hắn thật là thiên tài, hà tất muốn ngụy trang chính mình. Làm như vậy đối hắn nhưng không có gì chỗ tốt, ngốc tử mới có thể làm như vậy đâu. Chính là chính là, nếu hắn thật là thiên tài, chỉ sợ hắn bày ra chính mình thiên phú đều không kịp đâu, lại như thế nào sẽ cố ý ngụy trang thành một cái phế vật. Phải biết rằng, đối với thiên tài, gia tộc chính là sẽ cường điệu bồi dưỡng, thậm chí có khả năng làm hắn cùng lâm tương đám người giống nhau, tham gia thiên võ học viện thí nghiệp, Tiến vào Thiên Võ Học viện trung tu hành, ai sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Ha ha, nói cũng là, bất quá, hay không thật là như thế, đi xem sẽ biết. Không ít chi thứ đệ tử đi theo Lâm Trung phía sau, nghị luận nói. Mà liền ở Lâm Trung hướng tới Yến Trường Phong chỗ ở chạy đến là lúc, Yến Trường Phong đang ở nhắm mắt tiềm tu. Hắn trên người kia phê từ đan dược phòng cướp đoạt mà đến thối thể đan ở nhanh chóng bị tiêu hao, tu vi cũng ở thong thả tăng lên. Đương nhiên nơi này thong thả đối với người khác tới nói quả thực chính là bay nhanh so với dĩ vãng càng là xưa đâu bằng nay giờ phút này hắn tu vi đã hoàn toàn củng cố ở thối thể cảnh thứ năm trọng từng luồng tinh thuần dược lực ở trong thân thể hắn tản ra chảy xuôi tiến khắp người cường đại dược lực không ngừng mài rũa hắn thân thể khiến cho hắn thân thể càng thêm kiên cố kiên cường dẻo dai khí lực cũng ở nhanh chóng tăng trưởng tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân đột phá lên càng ngày càng chậm chạp sở cần tu luyện tài nguyên cũng so thường nhân nhiều mấy lần không ngừng, nhưng lại cũng vì ta đánh hạ vững chắc căn cơ, lực lượng cũng viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Lấy ta hiện tại tu vi cảnh giới, phối hợp ta kiếm thuật, mặc dù là thối thể cảnh bát trọng võ giả, cũng có thể dễ dàng đánh chết, mà thối thể cảnh cửu trọng võ giả, cũng có thể một trận chiến. Bất quá, nếu là đối tượng thối thể cảnh mười trọng, cũng hoặc là ngưng mạch cảnh võ giả, mặc dù ta nắm giữ có rất nhiều cao thâm pháp quyết, nhưng chịu giới hạn trong tu vi, cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Yến Trường Phong trong miệng lẩm bẩm, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận rối loạn thanh. Yến Trường Phong kia phế vật ở địa phương nào, mau kêu hắn ra tới, chấp pháp đường đại nhân có việc muốn hỏi hắn. Lâm Dược đối với Tô Mộng Nhi lớn tiếng quát hỏi nói, sợ so tới mức Tô Mộng Nhi sắc mặt một trăm bạch. Nhìn Tô Mộng Nhi kiều mỹ mà tinh xảo khuôn mặt, Lâm Trung tức khắc hai mắt sáng ngời, thật xinh đẹp nha đầu. Thiếu nữ quần áo tuy rằng đơn giản mộc mạc, nhưng lại như cũng khó có thể che giấu này thiên sinh lệ chất vai như tước thành vòng eo tinh tế mày đẹp cong cong da như ngưng chi cái gọi là thanh thủy xuất phù dung thiên nhiên không trang sức đại khái chính là chỉ nàng lâm trung bên cạnh lâm dược thấy tô mộng nhi đứng yên bất động trong lòng tức khắc ngầm bực cảm thấy chính mình ở lâm trung trước mặt mất uy vọng thế nhưng liền cái nhà đầu đều kinh sợ không được há mồm quát không nghe được bản công tử nói sao yến trường phong kia phế vật ở địa phương nào còn không mau làm hắn ra tới nghênh đón chấp pháp đường đại nhân bang nhưng mà lời còn chưa dứt, chỉ nghe một đạo vang dội bàn tay tiếng vang lên, Lâm Dược nói tức khắc đột nhiên im bặt. Người tính cái thứ gì, dám ở bản đại nhân trước mặt tùy ý dân dậy người khác. Lâm Trung sắc mặt âm trầm nói, hướng về phía Lâm Dược mặt chính là một cái tát bay qua đi, đường trường đem Lâm Dược hàm răng đều xóa sạch mấy viên, khóe miệng đẫm máu, bên trái gương mặt càng là cao cao xương khởi. Ta, nhìn vẻ mặt tức giận Lâm Trung, Lâm Dược lập tức ngốc, không nghĩ tới Lâm Trung sẽ đột nhiên trở mặt, phía sau không ít cùng lại đây lâm gia đệ tử thấy thế còn lại là âm thầm châm biếm không thôi ám đạo lâm dược sẽ không xem mặt đoàn ý không gặp nhân gia lâm trung coi trọng kia tiểu nha đầu sao còn dám đối này hô to gọi nhỏ cái này khen ngược mông ngựa không chụp hảo phản cấp chụp ở mã trên đùi bất quá lâm dược tuy rằng trong lòng ủy khuất nhưng lại cũng không dám đối lâm chung biểu hiện ra chút nào bất mãn chỉ có thể bụng mặt đứng ở một bên đem trong lòng lửa giận tất cả đều chuyển rời đến tô mộng nhi cùng yến trường phong trên người nhìn Tô Mộng Nhi trong ánh mắt mang theo một tiêu oán hận. Cái gọi là bắt nạt kẻ yếu, đại để như thế. chương 13, thuận nước đẩy thuyền. Lâm Trung tuy rằng coi trọng Tô Mộng Nhi tư sắc, bất quá hiện tại làm trò nhiều như vậy ngoại viện đệ tử mặt, thân là chấp pháp đường chấp sự. Lâm Trung đảo cũng không hảo biểu hiện quá mức, tổng muốn bận tâm một chút chấp pháp đường mặt mũi. Hắn mặt ngoài làm ra một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, đối với Tô Mộng Nhi cười nói, cô nương, ta là chấp pháp đường chấp sự Lâm Trung, lần này tiến đến, chính là có việc muốn tìm Yến Trường Phong, mong rằng cô nương thông báo một tiếng. Hắn ngữ khí thân hòa, trên mặt treo ôn hòa tươi cười, bốn phía tức khắc truyền đến đông đảo ngoại viện đệ tử A-Dua Ninh Hót. Lâm Trung Đại Nhân thân phận tôn quý, cao cao tại thượng, không nghĩ tới thế nhưng như vậy bình dị gần gũi, không hổ là chấp pháp đường tinh anh. Thấy Lâm Trung biểu tình ôn hòa, một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, Tô Mộng Nhi trên mặt tái nhật dần dần, dần rút đi, nhưng trong ánh mắt như cũng mang theo một tia hoảng loạn nàng ở lo lắng yến trường phong chấp pháp đường người tới tìm yến trường phong làm nàng tâm loạn không thôi chẳng lẽ là bởi vì thiếu gia đêm đó giết trương liễu hai người sự nghĩ đến đây tô mộng nhi trong lòng một trận nôn nóng chỉ là nàng lại không biết ở to như vậy cái lâm ra kẻ hèn hai cái họ khác hạ nhân tánh mạng căn bản sẽ không bị lâm ra đặt ở trong mắt lại như thế nào kinh động chấp pháp đường lâm chung cười nếu xuân phong nhưng nhìn Tô Mộng Nhi đôi mắt chỗ sâu trong lại là một mảnh nóng cháy, tràn ngập chiếm hữu dục. Không nghĩ tới này ngoại viện bên trong, lại có như vậy diệu nhân nhi, so với mãn xuân trong lâu mặt những cái đó yên chi tục phấn cần phải kinh diễm quá nhiều. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, như thế giai nhân, nếu là không thể nếm thượng một ngụm, chẳng phải thương tiếc chung thân. Lâm trùng đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt dâm tà quang, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, tươi cười như cũ, ôn tồn lễ độ, Đàm Thiếu Gian làm người hảo cảm mọc thành cụm. "Đại, đại nhân, thiếu gia chưa?" Tô Mộng Nhi lời nói phun ra nuốt vào, đang muốn nói dối nói Yến Trường Phong chưa ở, lại nghe phía sau cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị mở ra, tức khắc mặt đẹp một bạch. "Thiếu gia?" Yến Trường Phong đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy Lâm Trung đám người, sắc mặt cũng là một bạch, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi chi sắc. Yến Trường Phong, nhìn đến Yến Trường Phong, Lâm Trung tức khắc liền nhận ra tới. "Chỉ là" còn không đợi hắn mở miệng nói minh ý đổ đến, kia Yến Trường Phong nhìn thấy bọn họ làm như đã chịu kinh hách, biểu tình kinh hoàng, phanh một tiếng liền lại đem cửa phòng một lần nữa khép lại, ra vẻ một bộ nhát gan nhút nhát thái độ. Ân, thấy Yến Trường Phong như nhau dĩ vãng như vậy nhát gan nhút nhát, Lâm Trung tức khắc ánh mắt chợt lóe, ánh mắt lộ ra một tia quả nhiên như thế bộ dáng. Quả nhiên là phế vật, xem ra sự tình chính như ta sở phỏng đoán như vậy, Lâm Phương hai người đúng là bị lãnh Lâm Diệu đám người liên thủ đánh chết, lo lắng gia tộc chế tài, cho nên mới nói không lựa lời, muốn đem tội danh giá họa đến cái này phế vật trên đầu. Lâm Trung Nguyên bản liền vào trước là chủ cho rằng Yến Trường Phong cùng chuyện này không quan hệ, cho rằng Yến Trường Phong một giới phế vật, căn bản không có năng lực đánh chết Lâm Phương hai người, hiện giờ nhìn thấy Yến Trường Phong phế vật như cũ, trong lòng liền càng thêm xác định. Đã có thể dẹp đường hồi phủ, chỉ là hiện giờ nhiều như vậy ngoại viện đệ tử ở đây, nếu chính mình cứ như vậy đi rồi, không khỏi có vẻ quá mức qua loa. Huống chi hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tô Mộng Nhi, đôi mắt chỗ sâu trong dục gan hỏa tăng vọt, hắn còn muốn đem Tô Mộng Nhi mang về. Yến Trường Phong, ta nãi chấp pháp đường chấp sự, có người nói ngươi tàn sát cùng tộc, đặc tới điều tra việc này, ngươi đối bản đại nhân tránh mà không thấy, là có tật giật mình sao? Còn không mau mở cửa, Lâm Trung Ngữ khí trầm xuống, rất có uy nghiêm, giống bị Lâm Trung Ngữ khí sở kinh sợ, mấy phút lúc sau, Yến Trường Phong thật cẩn thận mở cửa ra, đối với Lâm Trung lắp bắp nói, đại, đại nhân, ta, ta không có giết người, đại, đại nhân nắm rõ, thiếu ra, tô mộng nhi vội vàng vào tới Yến Trường Phong trước người, đem Yến Trường Phong hộ ở sau người, nói, đại nhân, chuyện này nhất định là các người nghĩ sai rồi, lâm phương thiếu ra tu vi cao thâm, thiếu ra hắn. Nhìn đến Yến Trường Phong kia phỏ yếu đuối tư thái, lâm trung trong lòng càng thêm xác định việc này cùng chi không quan hệ, đồng thời, nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng tránh ở một cái nhu nhược nha hoàn phía sau. Trong mắt càng là lộ ra một bộ nồng đậm khinh thường thật đúng là phế vật, Lâm Trung thầm nghĩ trong lòng, cô nương không cần lo lắng, ta tự nhiên biết chuyện này cùng này phế. Cùng Yến thiếu ra không quan hệ, đối mặt Tô Mộng Nhi, Lâm Trung thái độ có thể nói thân thiện đến cực điểm, trên mặt tươi cười không giảm, bất quá, ta cũng là lệ hành công vụ, cô nương chớ trách. Hắn liếc mắt phía sau đi theo mà đến mọi người, nhàn nhạt nói, bản đại nhân muốn chấp hành công vụ, các ngươi liền không cần theo vào tới. Quay đầu hết sức, trên mặt lại lần nữa hiện lên ánh mặt trời mỉm cười, lập tức đi đến yến trường phong phòng nội yến trường phong vội vàng cúi đầu theo đi vào tô mộng nhi mặt lộ vẻ lo lắng đi theo yến trường phong phía sau đóng lại cửa phòng yến trường phong ta thả hỏi ngươi lâm phương hai người hay không ngươi giết chết lâm trung xem kỹ một phen trong phòng theo sau ở trước bàn ngồi xuống vì chính mình rót ly trà đạo không cần câu thúc coi như là bằng hữu chi gian tán gẫu lâm trung khẽ cười nói thái độ hữu hảo đến cực điểm chỉ là ngôn ngữ chi gian ánh mắt lại thường thường hướng Tô Mộng Nhi trên người thổi đi. Yến Trường Phong mặt ngoài vâng vâng dạ dạ, một bộ nhát gan nhút nhát bộ dáng, nhưng trong lòng lại là cười lạnh không thôi, đôi mắt chỗ sâu trong hàn mang ẩn hiện. Lâm Trung giờ phút này sẽ như vậy hữu hảo, Yến Trường Phong như thế nào có thể không biết đối phương hoàn toàn là bởi vì Tô Mộng Nhi duyên cớ. Hắn là ai? Hắn là Yến Trường Phong, là ngàn năm hôm trước thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài. Không phải đời trước Yến Trường Phong cái kia phế vật đối phương dối trá gương mặt như thế nào có thể thoát được quá hắn đôi mắt. Bất quá hiện tại không phải chờ mặt thời điểm, diễn còn phải hảo hảo sướng đi xuống. Hồi, hồi bẩm đại nhân, ta không có sát lâm phương bọn họ. Yến Trường Phong hơi mang âm dung nói, không lộ chút nào sơ hở. Lâm Trung liếc Yến Trường Phong liếc mắt một cái, trong mắt khinh thường chi ý càng thêm mãnh liệt, lại tùy ý cùng Yến Trường Phong nói chuyện với nhau vài câu, từng nhiều lần ám chỉ Yến Trường Phong hắn coi trọng tô mộng nhi chị ý. Bất quá đối này, yến trường phong toàn bộ hành trình sung mốc trang lăng một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng làm lâm trung buồn bực không thôi cuối cùng hắn đành phải nói thẳng nói mộng nhi cô nương tại hạ đối với người có thể nói là vừa gặp đã thương không biết mộng nhi cô nương nhưng nguyện tiếp thu tại hạ ái mộ tri tâm lâm trung trên mặt lộ ra một bộ cùng tuần tươi cười nhìn duyên dáng yêu kiều tô mộng nhi trong mắt một mảnh lửa nóng trong lòng càng là dục hỏa tăng vọt hắn tin tưởng bằng thân phận của hắn địa vị tô mộng nhi nhất định sẽ vì chi khuynh đảo Rốt cuộc, đây chính là một cái bay lên chi đầu làm Phượng Hoàng rất tốt cơ hội, trước mắt cái này Diệu Nhân Nhi tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tô Mộng Nhi hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Trung sẽ đối nàng nảy lòng tham, nghe vậy trong mắt tức khắc hiện lên một tia hoảng loạn, vội vàng nói, đa tạ đại nhân hậu ái, chỉ là Mộng Nhi phúc duyên nông cạn. Lâm Trung nghe vậy trên mặt tươi cười tức khắc vừa thu lại, có chút không thể tin được Tô Mộng Nhi cư nhiên sẽ cự tuyệt hắn. Ngươi có biết, nếu là ngươi theo ta, sau này thân phận của ngươi địa vị đem được đến cực đại tăng lên, mặc dù như vậy ngươi cũng muốn cự tuyệt ta. chương 14, Nguyên hình tất lộ, Lâm Trung thật sự không nghĩ tới, Tô Mộng Nhi thế nhưng sẽ cự tuyệt hắn, làm hắn buồn bực không thôi. Lấy hắn ở Lâm ra thân phận cùng địa vị, chỉ cần hắn nói một lời, đừng nói một cái nho nhỏ nha hoàn, liền tính là Lâm ra một ít chi thứ chi tộc tiểu thư đều phải phía sau tiếp trước dũng mãnh vào hắn ôm ấp. Mà hiện tại, Tô Mộng Nhi cũng dám cự tuyệt hắn. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, đi theo yến trường phong cái này phế vật, người kiếp này đều khó có suốt đầu ngày, mà nếu là ngươi đi theo ta, đem bản đại nhân hầu hạ thoải mái, ngươi lập tức là có thể bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Lâm Trung ngữ khí lạnh xuống dưới, trên mặt ôn hòa không hề. Mộng Nhi cũng không hối hận chính mình lựa chọn, nguyện vĩnh viễn hầu hạ ở yến thiếu ra bên người. Còn thỉnh đại nhân không cần khó xử nô tỳ. thấy Lâm Trung ngữ khí tiệm lãnh, tô Mộng Nhi nhấp miệng, quật cường nói. Yến thiếu ra, Lâm Trung sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, ở tô Mộng Nhi trong mắt, chính mình thế nhưng còn so ra kém yến trường phong cái kia phế vật sao. Hắn không khỏi thở sâu, trong mắt có lửa giận dâng lên, rốt cuộc xé rách ra mặt, chỉ vào yến trường phong nói, người trong miệng yến thiếu ra bất quá một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật thôi. Hắn có tài đức gì, làm người tình nguyện hầu hạ hắn cái này phế vật, vĩnh sinh đều vô suốt đầu ngày, cũng không muốn tùy bản đại nhân mà đi. Nguyên bản, hắn cố ý giả bộ một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng muốn đả động tô mộng nhi làm tô mộng nhi cam tâm tình nguyện cùng hắn đi như vậy cũng có thể tránh cho mang tai mang tiếng rốt cuộc hắn thân là chấp pháp đường chấp sự nếu là khi dễ nhỏ yếu lấy cường ngạnh thủ đoạn mang đi tô mộng nhi nếu là truyền đi ra ngoài tóm lại không được tốt nghe huống hồ bên ngoài còn có như vậy nhiều ngoại viện đệ tử ở đâu bất quá hiện tại kế hoạch của chính mình thất bại lâm trung cũng rốt cuộc xé rách ra mặt lộ ra bản tính hắn nhìn chằm chằm tô mộng nhi thân thể trong mắt tham lam cùng dục hỏa không thêm che giấu giống như là một con dã thú cảm nhận được hắn kia mang theo xâm phạm ánh mắt, Tô Mộng Nhi sắc mặt trắng bệch, khẩn trương mồ hôi thơm đầm đìa, đem thân thể xúc đến yến trường phong phía sau. Lâm Trung thấy thế tức khắc giận dữ, đang muốn phát tác, đột nhiên hai mắt vừa chuyển, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Cấp mặt không biết xấu hổ tiến nhân, bản đại nhân coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi lại như thế không biết tốt xấu. Ngươi không phải tình nguyện hầu hạ yến trường phong cái này phế vật, cũng không muốn cùng bản đại nhân sao. Một khi đã như vậy, kia bản đại nhân liền làm Yến Trường Phong tự mình đem người đưa đến ta trước mặt hảo. Hắn nhìn về phía Yến Trường Phong, tư thái cao ngạo, lấy mệnh lệnh miệng lưỡi nói, phế vật, người hãy nghe cho kỹ, hôm nay buổi tối, ta muốn người tự mình đem tiện nhân này cho ta đưa đến nội viện Phong Mộc Lâm tới, nếu không. Nói tới đây, Lâm Trung đối với Yến Trường Phong làm một cái cắt cổ động tác. Lạnh lùng nhìn mắt Yến Trường Phong liếc mắt một cái, Lâm Trung liền lại đem ánh mắt rừng ở tô mộng nhi trên người, trên mặt cười lạnh liên tục, đêm nay phong mộc lâm, bản đại nhân nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, hơn nữa, vẫn là làm trò nhà ngươi phế vật thiếu ra mặt, làm ngươi hổ thẹn đến chết. Tô Mộng Nhi tức khắc sắc mặt trắng bệch, ha 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 ha, nhìn Tô Mộng Nhi vẻ mặt hoảng sợ chi sắc, lâm trung trong lòng thoải mái vô cùng, cuồng tiếu một tiếng, theo sau đẩy cửa đi ra ngoài, xem đều không xem Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Ở hắn xem ra, lấy Yến Trường Phong nhút nhát, vì mạng sống, quả quyết không dám cãi lời hắn ý tứ, tất nhiên sẽ lựa chọn khuất phục, buổi tối nhất định sẽ tự mình đem Tô Mộng Nhi đưa đến hắn trước mặt. Chỉ là, hắn lại không có chú ý tới, ở Yến Trường Phong trong ánh mắt, sớm đã dâng lên vô tận sát khí. Khẽ vuốt Tô Mộng Nhi tóc dài, cảm thụ được Tô Mộng Nhi thân hình run rẩy, Yến Trường Phong trong mắt sát khí giấu đi, nhỏ giọng an ủi nói, "Mộng Nhi, đều là ta không tốt, làm ngươi chịu ủy khuất." Nói, Yến Trường Phong không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nghe được Yến Trường Phong nói Tô Mộng Nhi khóe mắt tức khắc chảy ra lưỡng đạo thanh lệ, thất thanh khóc giống lên. Yến Trường Phong đem hắn ôm đến trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, hảo không khóc, đêm nay thiếu ra đưa người cái kinh hỉ. Tô Mộng Nhi nghe vậy tức khắc thân thể run lên, từ Yến Trường Phong trong lòng ngực tránh thoát ra tới, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, trên mặt nước mắt lập loè, nhìn thấy mà thương. Thiếu ra, ngươi thật sự muốn đem Mộng Nhi đưa cho cái kia lâm trung sao. Yến Trường Phong nghe vậy ngẩn ra, biết Tô Mộng Nhi hiểu lầm chính mình ý tứ không màng Tô Mộng Nhi giấy giụa, hắn trực tiếp bá đạo kéo qua Tô Mộng Nhi, đối với Tô Mộng Nhi anh đào cái miệng nhỏ liền một ngụm hôn lên đi, thật lâu sau mới vừa rồi ngừng lại. Tô Mộng Nhi đem vùi đầu đến Yến Trường Phong trong lòng ngực, gương mặt nóng bỏng. Yến Trường Phong một tay ôm lấy Tô Mộng Nhi, một tay gợi lên Tô Mộng Nhi cầm, nói, ngươi là của ta nữ nhân, ai cũng không thể nhúng chàm. Bình đạm lời nói, nhưng tại đây một khắc, lại là làm Tô Mộng Nhi linh hồn đều là run lên, trong lòng dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Lúc trước hoảng loạn tại đây một khắc mặt xanh biến mất vô tung, nàng tâm cũng tại đây một khắc cảm thấy xưa nay chưa từng có yên lặng, cảm thấy một cổ thật lớn hạnh phúc cảm. Thấy Tô Mộng Nhi nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, Yến Trường Phong khóe miệng một câu, cúi đầu liền lại đối với Tô Mộng Nhi cái miệng nhỏ thấu đi lên. Tô Mộng Nhi tức khắc kinh hãi, hai má hồng lấy máu. Sau một lát, Tô Mộng Nhi đã bị hôn đến kiểu gan xuyến liên tục. Nhìn Yến Trường Phong ánh mắt đều trở nên mê gan ly lên, Yến Trường Phong mới vừa rồi buông tha nàng. "Mộng Nhi, ta dạy cho người tu luyện đi." Yến Trường Phong mở miệng nói. "A, ta sẽ tu luyện a." À. Tô Mộng Nhi mơ hồ nói. Lúc trước Yến Trường Phong cùng với Phụ Yến Vân Long đem Tô Mộng Nhi mang về tới sau, Yến Vân Long cũng từng truyền thụ quá Tô Mộng Nhi tu hành pháp quyết. Chỉ là Tô Mộng Nhi tư chất giống nhau, hơn nữa sau lại không lâu Yến Vân Long liền rời đi yến ra, Yến Trường Phong địa vị dao động làm cho tu luyện tài nguyên khuyết thiếu cho nên tô mộng nhi liền đình chỉ tu hành bất quá yến vân long lúc trước truyền cho nàng tu hành pháp quyết nàng lại là vẫn chưa quên chỉ là không có tu luyện tài nguyên thôi ta nói tu luyện ngươi khẳng định sẽ không yến trường phong cười thần bí tô mộng nhi nghi hoặc nhìn yến trường phong yến trường phong ho khan một tiếng nghiêm trang nói chúng ta tới xong tu đi a à, tô mộng nhi nghe vậy mặt đẹp phi hà đều mau hồng đến lỗ tai chương 15, phân tích Đường Lâm Trung trở lại chấp pháp đường thời điểm, Lâm Thiên Ca cũng vừa lúc trở về. Người bên kia sự tình cha thế nào? Nhìn thấy Lâm Trung, Lâm Thiên Ca mở miệng hỏi. Ha ha, lão đại, sự tình quả nhiên cùng ta lúc trước phỏng đoán như vậy, Lâm Phương hai người cho là bị Lâm Diệu đám người liên thủ đánh chết không thể nghi ngờ. Nghe được Lâm Thiên Ca dò hỏi, Lâm Trung đắc ý cười nói. Nga, ta vừa mới qua đi dò xét, kia Yến Trường Phong như nhau dĩ vãng như vậy, là cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, chỉ bằng hắn, muốn giết Lâm Phương bọn họ, chỉ sợ kiếp sau đều không thể làm được đến. Nghĩ đến phía trước Yến Trường Phong đủ loại biểu hiện, Lâm Trung trong mắt tràn đầy khinh thường, vẻ mặt khinh thường nói, liền kia phế vật, liền tính Lâm Phương bọn họ đứng ở nơi đó làm hắn giết, chỉ sợ hắn cũng không dám động thủ. Người xác định, Lâm Thiên Ca hỏi, xác định, Lâm Trung chém đinh chặt sắt nói, Lâm Thiên Ca gật gật đầu, Lâm Trung nghĩ đến đêm nay liền có thể nếm đến tô mộng nhi tư vị, trong lòng đó là một trận kích động, hưng phấn không thôi. Chỉ là, nhìn thấy Lâm Thiên Ca mày nhíu chặt, tựa ở trầm tư, Lâm Trung tâm niệm vừa chuyển, thử nói, lão đại cớ gì như thế lo âu, chẳng lẽ là bởi vì đan dược phòng bên kia sự. Đương đương đương, Lâm Thiên Ca một tay để ở Thái Dương huyệt biên, một tay đáp đang ngồi ghế trên tay vịt, ngón tay nhẹ nhàng gõ động, đây là hắn tự hỏi là lúc thói quen tính động tác. Đan dược phòng bị trộm một chuyện, chỉ sợ không đơn giản a à. Thật lâu sau, Lâm Thiên Ca trường thở hắt ra nói. Nga, hay là việc này không phải lâm khuyết việc làm lâm trung linh tư nhanh nhẹn kinh ngạc nói khó mà nói lâm thiên ca lắc lắc đầu nói mới vừa rồi ta đến đan viện điều tra lâm quân cùng lâm sơn hai người đều là bị nhất kiếm phong hầu hơn nữa hai người trên cổ vết kiếm rất nhỏ thẩm thấu ra tới máu cũng rất ít có thể thấy được đối phương này nhất kiếm cực nhanh này kiếm thuật chi cao chỉ sợ liền tính là chư vị trưởng lão đều so chi không thượng lâm khuyết tuy rằng cũng thiện sử kiếm nhưng năm trước gia tộc so đấu chung ta từng gặp qua hắn thi triển kiếm thuật, nhưng quả quyết không có khả năng đạt tới như vậy cảnh giới, hai người gian tranh lệch giống như thiên địa hồng câu, căn bản không hề cùng cái trình tự. Ý của ngươi là, chu sát lâm quân cùng lâm sơn hai người, đều không phải là lâm khuyết. Lâm Trung Kinh nghi nói, không phải không có loại này khả năng, lâm thiên ca trong mắt ánh sao nhấp nháy, hay là, lần này ăn trộm đan dược phòng cũng không phải lâm khuyết, mà là có khác một thân. Lâm Trung đột nhiên nói, có người trộm giết Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người, cũng lẻn vào đan dược phòng. Giết Lâm Khuyết, sau đó đánh cắp đan dược trong phòng tu luyện tài nguyên, hơn nữa mang đi Lâm Khuyết thi thể, đem việc này giá hỏa cho Lâm Khuyết. Lâm Trung giọng nói rơi xuống, hai người đều là thân hình chấn động, nếu thật là như vậy, như vậy chuyện này tựa hồ liền nói đến thông. Chỉ là, cẩn thận trầm ngâm một phen, Lâm Thiên ca lại là lắc lắc đầu, nói, sự tình chưa chắc chính là như thế. Ta từng đến đan dược phòng điều tra quá, đan dược trong phòng trừ bỏ tu luyện tài nguyên bị trộm ở ngoài, cũng không đánh nhau dấu hiệu. Lâm khuyết ít nhất có được thối thể cảnh sáu trọng tu vi, mặc dù là ta cũng không nhất định có thể ở không kinh động đan viện trung đông đảo hộ viện cao thủ dưới tình huống đem hắn đánh chết. Người tới nếu thực sự có bực này thực lực, chỉ sợ ít nhất đều có thối thể cảnh cửu trọng tu vi. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ hắn muốn ăn trộm liền không phải đan dược phòng, mà là đan các mới đúng. Lâm Thiên Ca phân tích nói, chưa chắc liền nhất định là thối thể cảnh cửu trọng tu vi ngươi cũng nói, chém giết Lâm Quân cùng Lâm Sơn người nó kiếm thuật cực cao, mặc dù hắn chỉ có thối thể cảnh sáu trọng tu vi, muốn ở không kinh động đan viện hộ viện cao thủ dưới tình huống đánh chết Lâm Khuyết cũng đều không phải là không có khả năng. Nga, nói như thế nào? Lâm Thiên ca mắt lộ ra tinh quang. Lão đại, người ngẫm lại, hung thủ chính là đêm khuya đến thăm, lúc ấy, Lâm Khuyết có khả năng nhất đang làm cái gì? Lâm Trung mở miệng nói, không thể không nói, người này tuy rằng tự phụ, ở Lâm Phương cùng Lâm Phàm hai người chi tử thượng xử lý rất là qua loa, nhưng tại đây sự kiện thượng phân tích đến lại là đạo lý rõ ràng. Lâm Thiên ca nghe vậy, lược làm trầm ngâm, theo sau bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, ngươi là nói, hung thủ lẻn vào đan dược phòng thời điểm, Lâm Khuyết đang ở tu hành, bị đối phương đánh lén. Lâm Trung cười mà không nói, Lâm Thiên ca lại là vô án dựng lên, nói, nếu thật là như thế, lấy kia hung thủ đánh chết Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người cao siêu kiếm thuật, ở lâm khuyết nhất thời không tra dưới tình huống mang đi tính mạng của hắn liền không phải việc khó. Không tôi, lâm trung cũng gật gật đầu, theo sau lại trần chờ nói, bất quá, như vậy giải thích đích xác có thể giải thích đến thông, nhưng cũng có khả năng là mãn bàn toàn sai. Ân, lâm thiên ca nhìn về phía lâm trung, lão đại, người ngẫm lại, nếu là cái kia kiếm thuật cao siêu hung thủ, vốn chính là lâm khuyết đâu. Lâm khuyết, lấy hắn năm trước bày ra ra tới kiếm thuật, cùng kia chu sát lâm quân cùng lâm sơn hai người hung thủ kiếm thuật căn bản không ở cùng cái trình tự, quả quyết không có khả năng là hắn. Không có gì không có khả năng, lâm trung lại là đạm nhiên cười, nói chúng ta lúc trước nhìn thấy lâm khuyết thi triển kiếm thuật, chính là ở một năm trước gia tộc so đấu thượng, hiện giờ một năm qua đi, hắn kiếm thuật chẳng lẽ liền không thể có điều tăng lên sao? Huống chi, ai lại biết, lúc trước tộc sẽ thượng, người này sở bày ra ra tới thực lực, hay không hắn toàn bộ thực lực? Nếu hắn lúc trước ẩn tàng rồi thực lực đâu? lâm trung trầm ngâm nói lâm thiên ca nghe vậy cũng không khỏi trầm ngâm lên một năm thời gian đem kiếm thuật tăng lên tới như vậy trình độ này quả quyết không có khả năng hai người gian kiếm thuật trình tự kém quá xa đến nỗi che giấu thực lực sự hắn vì cái gì muốn che giấu thực lực đâu hay là hắn ở khi đó liền kế hoạch muốn ăn trộm đan dược phòng vẫn là không đúng hắn thân là đan dược phòng người phụ trách mặc dù hắn thật muốn ăn trộm đan dược phòng cũng không cần che giấu thực lực kia bất quá là làm điều thừa lâm trung nghe vậy gật gật đầu trầm ngâm nói như thế nói vậy rất có khả năng là trước một loại phỏng đoán hung thủ giết lâm khuyết đánh cắp đan dược trong phòng tu luyện tài nguyên cũng đem tội danh giá họa đến lâm khuyết trên người tưởng rời đi chúng ta tầm mắt lâm thiên ca ánh mắt chợt lóe nói một khi đã như vậy vậy ngươi cảm thấy hung thủ sẽ là ai lâm trung trên mặt hiện lên một tia cười lạnh nói đối phương nếu muốn đem tội danh giá họa đến lâm khuyết trên đầu như vậy người này tất nhiên là ta lâm phủ người trong, bằng không sẽ không như vậy làm điều thừa. Đến nỗi rốt cuộc là ai, ta trước mắt cũng không thể hiểu hết. Lâm Trung lắc lắc đầu, không sao, kinh ngươi như vậy một phân tích, ít nhất đã có thể xác định, hung thủ đó là ta lâm phủ người trong, phạm vi đã thu nhỏ lại rất nhiều. Lâm Thiên Ca vẫy vẫy tay, hơn nữa, đối phương thiện sử kiếm, tu vi cảnh giới đương cùng Lâm khuyết sắp xỉ, ít nhất có được thối thể cảnh sáu trọng tu vi. Chỉ cần từ phương diện này xuống tay điều tra, tra ra hung phạm bất quá là thời gian vấn đề. Nói, Lâm Thiên ca thở dài ra một hơi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem chuyện này mạch lạc trải vuốt rõ ràng, làm ngực hắn một cục đá lớn rốt cuộc thả xuống dưới. Trên mặt hắn lộ ra một tia tán thưởng tươi cười, vỗ vỗ Lâm Trung vai nói, Lâm Trung A, à, lần này ít nhiều có ngươi, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem chuyện này mạch lạc trải vuốt rõ ràng. Lập công liền phải có thưởng, nơi này có 30 viên thối thể đan, người nhận lấy. Lâm Thiên Ca từ trong lòng lấy ra một con bình ngọc, giữa gửi có 30 viên thối thể đan, đối với Lâm Trung cười thần bí, này có thể so đan dược phòng những cái đó thối thể đan phẩm chất cao nhiều. Lâm Trung thấy thế tức khác trong mắt sáng ngời, một bên chối từ, một bên rồi lại gấp không chờ nổi đem này đó thối thể đan thu lên. Cáo lui một tiếng, Lâm Trung liền vẻ mặt vui sướng về tới chính mình chỗ ở. Khi màn đêm buông xuống, Lâm Trung trộm rời đi chính mình chỗ ở, đầy cõi lòng kích động cùng hưng phấn chi tình hướng tới ban ngày cùng Yến Trường Phong công đạo Phong Mộc Lâm sờ soạn qua đi. Dám cự tuyệt bản đại nhân, Tô Mộng Nhi, tối nay bản đại nhân tiện lợi ngươi trong miệng kia phế vật thiếu ra mặt, làm ngươi ở bổn đại gia trước mặt dưới háng thừa hoan, làm ngươi hổ thẹn đến chết. Lâm Trung vẻ mặt tà cười, trong mắt lập lè dâm ngân quang. chương 16, mà người đi giết người. Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ dãy núi phập phồng, khô thụ thê lương, ở bóng đêm hạ dương nhanh múa vuốt, như là một đám yêu ma quỷ quái ở nhìn chằm chằm nàng nhìn tô mộng nhi sắc mặt trắng bệch đối nàng mà nói hôm nay đêm tối giống như là một cái ma quỷ làm nàng sợ hãi nàng nhớ tới ban ngày lâm trung hung ác uy hiếp tối nay sắc trời tựa hồ phá lệ hắc ám yến trường phong đi lên tới từ phía sau ôm lấy tô mộng nhi mảnh khảnh vòng eo nhìn về phía nơi xa màn trời khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn cười mộng nhi người tin tưởng ta sao yến trường phong đem miệng tiến đến tô mộng nhi bên tai đối với nàng phun nhiệt khí. Không biết vì sao, nghe được Yến Trường Phong nói sau, Tô Mộng Nhi trong lòng sợ hãi tức khắc dần dần tiêu tán, lạnh băng thân thể khôi phục độ ấm. Nàng cũng không biết Yến Trường Phong những lời này chỉ chính là cái gì, nhưng nàng như cũ ôn nhu gật gật đầu. Kia hảo, ta mang ngươi đi cái địa phương, Yến Trường Phong kéo qua Tô Mộng Nhi tay, ở Tô Mộng Nhi kinh nghi trong ánh mắt, đối với mép giường nằm thanh phong kiếm duỗi tay một nhiếp, thanh phong kiếm tức khắc bay vào Yến Trường Phong trong tay. Đi thôi, trong tay cầm kiếm, Yến Trường Phong trên người hơi thở tức khắc biến đổi, ánh mắt đều trở nên sắc bén lên. Nhìn giờ khắc này Yến Trường Phong, Tô Mộng Nhi không khỏi cảm thấy một trận tim đập ra tốc, hai má không khỏi dâng lên một mảnh dạng mây đỏ. Thiếu, thiếu ra, người muốn mang ta đi chỗ nào? Tô Mộng Nhi nhỏ giọng hỏi, Yến Trường Phong quay đầu mỉm cười, mang người đi giết người. Ngữ khí ôn hòa, nhưng lại mang theo lạnh thấu xương sát ý. Tô Mộng Nhi nghe vậy tức khắc ngẩn ra, theo sau trong lòng run lên, nàng nghĩ tới ngày đó buổi tối yến trường phong sát trương liễu hai người tình cảnh nàng trong lòng thấp thỏm run giọng nói thiếu gia ngươi ngươi muốn sát lâm chung yến trường phong không tỏ ý kiến đẩy cửa đi ra chính là thiếu gia kia lâm chung là chấp pháp đường đại nhân thân phận tôn quý địa vị cao thượng hơn nữa hắn tu vi cảnh giới nhất định cực cao thiếu gia ngươi tô mộng nhi đầy mặt lo lắng nhưng lời nói vì nói xong đi ở phía trước yến trường phong lại là đột nhiên dừng bước xoay người nhìn nàng ngươi vừa mới nói qua, tin tưởng ta, ta, Tô Mộng Nhi nghe vậy tức khắc ngữ khí cứng lại, ánh mắt ở Yến Trường Phong kia kiên định biểu tình thượng chăm chú nhìn một lát, Tô Mộng Nhi trên mặt yêu sắc biến mất, ngược lại ôn nhu cười, Mộng Nhi tin tưởng ngươi. Nàng không hề khuyên can, mặc danh đối Yến Trường Phong phát lên mãnh liệt tin tưởng. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, mang theo Tô Mộng Nhi tránh đi lâm ra đệ tử cùng với đông đảo thủ vệ tầm mắt, hướng tới nội viện Phong Mộc Lâm tiềm đi. Phong Mộc Lâm vị trí hẻo lánh, sau một lát yến trường phong cùng tô mộng nhi liền đi vào phía trước lâm trung chỉ định phong mộc lâm tấm tắc các ngươi rốt cuộc tới một cái hắc ảnh từ cao lớn nhánh cây thượng thả người nhảy xuống đúng là lâm trung hắn đầu tiên là nhìn mắt yến trường phong trong mắt hiện lên một tia nồng đậm khinh thường phế vật quả nhiên là phế vật bản đại nhân liền biết vì bảo toàn tánh mạng người nhất định sẽ tuần hoàn bản đại nhân ý chí tự mình đem này tiểu tiện nhân dân tặng đến bổn đại gia trước mặt theo sau hắn đem ánh mắt dừng ở tô mộng nhi trên người, trong ánh mắt tràn ngập dâm quang lập lòe, ánh mắt ở tô mộng nhi trên người tàn sát bừa bãi. Hắn đầy mặt tà cười hướng tới tô mộng nhi đã đi tới, khẩu phóng dơ bẩn chi ngữ tiện nhân, dám cự tuyệt bản đại nhân, bản đại nhân đêm nay nhất định phải tận tình trà đạp ngươi, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thấy lâm trung đi tới, tô mộng nhi tức khắc sắc mặt trắng bệch, phản xạ có điều kiện đem thân thể trốn đến yến trường phong phía sau. Coi như là chó giữ loạn phệ, Yến Trường Phong an ủi, hắn tay đề thanh phong kiếm, hướng tới Lâm Trung chậm rãi nghênh đi. Trắng bệch ánh trăng chiếu vào thanh phong kiếm vỏ kiếm thượng, ngân quang lập lòe, hàn khí bức người. Ân, phế vật, người dám mắng ta. Lâm Trung nghe vậy sửng sốt, theo sau giận dữ, hừ, nguyên bản còn tưởng tạm thời lưu ngươi một cái mạng nhỏ, chờ đến đem tiện nhân này đùa chết, ở làm thịt ngươi, bất quá, nếu ngươi như thế không biết sống chết, kia liền trước hết giết ngươi đã khỏe. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, người cứ việc thử xem. Hắn nện bước bằng phẳng, mỗi đi một bước, trên người khí thế liền tăng cường một phân. Bốn phía độ ấm sậu hàng, lạnh băng hơi thở thế nhưng thấu nhập lâm trung thân thể giữa, lãnh thấu xương tủy. Ân, sao lại thế này, này phế vật, lâm trung kinh nghi, đột nhiên dừng bước, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hảo kinh người sát khí. Hắn phản ứng cực nhanh, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, cảm nhận được Yến Trường Phong giờ phút này trên người phát ra hơi thở, hắn tâm niệm quay nhanh, lập tức hiểu được. Ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực, là ngươi giết Lâm Phương cùng Lâm Phàm. Hô hô, từng luồng sắc nhọn chi khí nhập vào cơ thể mà ra, Yến Trường Phong tóc dài không gió tự động, quanh thân lại có kiếm khí kích động, hắn khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, người biết đến quá muộn. Phía sau, Tô Mộng Nhi cũng sợ ngây người, trong mắt hiện lên mê mang chi sắc, nhà mình thiếu ra, khi nào trở nên lợi hại như vậy. Nhưng giờ phút này, càng thêm kinh hãi không phải Tô Mộng Nhi, mà là Lâm Trung. Đều không phải là bởi vì Yến Trường Phong giết Lâm Phàm cùng Lâm Phương hai người. Còn có một kiện càng thêm làm hắn khó có thể tin sự. Đó chính là đan dược phòng bị trộm việc. Từ hắn cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sở phát ra kia từng đạo khủng bố kiếm khí thời điểm, hắn liền bừng tỉnh gian minh bạch cái gì. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Đan dược phòng việc cũng là người việc làm. Lâm Trung trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, thân thể thế nhưng không tự chủ được bắt đầu lui về phía sau. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, Lâm Trung thấy thế trong lòng tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn, cảm thấy vô cùng chấn động. Này, sao có thể, người rõ ràng là cái phế vật, một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, sao có thể làm được như vậy sự? Đan viện thủ vệ, Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người tất cả đều có thối thể cảnh năm trọng tu vi, Lâm Khuyết càng là ít nhất có thối thể cảnh sáu trọng tu vi, bằng người cái này phế vật, sao có thể là bọn họ đối thủ? Hơn nữa, vẫn là ở không kinh động đan viện trung hộ viện cao thủ dưới tình huống, lặng yên không một tiếng động đưa bọn họ giết hại, đánh cắp đan dược trong phòng tu luyện tài nguyên. Lâm Trung không ngừng lui về phía sau, nếu chuyện này thật là trước mắt người này việc làm, vậy thật là đáng sợ. Đối phương nếu có thể lặng yên không một tiếng động, ở không kinh động đan viện hộ viện cao thủ dưới tình huống giết lâm khuyết đám người, như vậy mặc dù hắn có thối thể cảnh bảy trọng tu vi, chỉ sợ cũng không phải này đối thủ. Hắn trong lòng khiếp sợ, thật sự không thể tin được này hết thảy là thật sự quá mức không thể tưởng tượng chính mình cho rằng nhất không có khả năng người thế nhưng là này hai đại án kiện hung phạm ta là phế vật không có khả năng yến trường phong cười lạnh trong mắt hàn quang lập lòe hắn trên người hơi thở đình chỉ tăng trưởng tu vi ổn định ở thối thể cảnh năm trọng leng keng tay trái nhẹ nhàng hướng về phía trước run lên thanh phong kiếm nửa thanh thân kiếm lao ra vỏ kiếm ở thê lãnh dưới ánh trăng hiện lên một đạo trắng bạch kiếm quang Ách ách, kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, Lâm Trung thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, liền cảm giác cổ chợt lạnh, kia nói trắng bạch kiếm quang đã từ hắn trên cổ xẹt qua. Kiếm quá vô ngân, thân kiếm như cũ sáng trong, không nhiễm nửa điểm huyết ô. Lâm Trung đôi tay che lại cổ, hai mắt sông ra, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Hảo, thật nhanh kiếm, Lâm Trung há mồm, lại không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm. Cho tới bây giờ, hắn mới chân chính minh bạch, phía trước Lâm Thiên Ca trong miệng lời nói, hung thủ kiếm thuật chi cao siêu cao đến như thế nào trình độ. chương 17, Vạn Yêu Sơn Mạch, Lâm chung trong mắt tràn ngập không cam lòng, trong lòng cũng tràn ngập hối hận chi ý. Nguyên bản, hắn cho rằng Yến Trường Phong là cái phế vật, mềm yếu nhưng khinh, cho nên mới dám như vậy không kiêng nể gì ức hiếp hắn. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thế nhưng khủng bố nếu tư. Đó là như thế nào kiếm thuật, mau đến mức tận cùng, mau đến lệnh người khó có thể phản ứng so phía trước lâm thiên ca lời nói càng thêm kinh người đối phương mới thối thể cảnh năm trọng tu vi mà thôi giờ tay gian liền đem hắn cái này thối thể cảnh bảy trọng cao thủ chu sát nhất kiếm phong hầu dữ dội khủng bố như vậy kiếm thuật tại đây toàn bộ đại càn quốc chỉ sợ đều không có mấy người đạt tới như vậy trình tự buồn cười chính mình thế nhưng cho rằng đối phương mềm yếu hảo khinh chính mình rốt cuộc chọc tới một cái kiểu gì khủng bố người hắn trong lòng hiện lên các loại nỗi lòng trong mắt hiện lên một tia đối tử vong sợ hãi, há mồm liều mạng muốn nói cái gì đó, nhưng lại không cách nào phát ra chút nào thanh âm. Trên cổ tràn ra một tia nhàn nhạt tơ máu, Lâm Trung ánh mắt dần dần tan rã, theo sau phanh một tiếng ngã trên mặt đất, sinh lợi toàn vô. Yến Trường Phong bình tĩnh nhìn thoáng qua Lâm Trung thi thể, trên người hơi thở kích động, cuốn lên trên mặt đất tầng tầng lá rụng, đem Lâm Trung thi thể che giấu. Phía sau, Tô Mộng Nhi ngốc ngốc nhìn Yến Trường Phong thân ảnh, trong ánh mắt một mảnh mê mang này thật là nhà mình thiếu ra sao nguyên lai thiếu ra cho tới nay đều ở che giấu thực lực sao nàng mặt đẹp đỏ bừng nhìn yến trường phong thân ảnh xuất thần trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu yến trường phong xoay người nhìn về phía tô mộng nhi thấy này nhìn chằm chằm hắn suy nghĩ xuất thần không khỏi hơi hơi mỉm cười mang theo tô mộng nhi tránh đi lâm phủ mọi người nhãn tuyến yến trường phong về tới chính mình sân làm tô mộng nhi tự hành trở về phòng nghỉ ngơi yến trường phong lại lần nữa tiến vào đến tu luyện trạng thái từ đan dược phòng trộm tới 360 viên thối thể đan ở bị nhanh chóng tiêu hao, Yến Trường Phong tu vi cũng ở nhanh chóng tăng lên. Sáng sớm hôm sau, nắng gắt sơ thăng, Nhu Hòa Dương quang theo cửa sổ nhảy vào, Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, từ tu luyện trung tỉnh lại. Cả đêm thời gian, Yến Trường Phong lại lần nữa luyện hóa rất hơn 20 viên thối thể đan, tu vi cũng từ thối thể cảnh năm trọng sơ kỳ tăng lên tới thối thể cảnh năm trọng trung kỳ. Thối thể đan chỉ còn lại có 250 viên, chiếu như vậy tiêu hao tốc độ, còn lại này đó thối thể đan thậm chí không đủ ta tu luyện đến thối thể cảnh cửu trọng. Hơn nữa, mộng nhi tư chất bình phàm, yêu cầu tẩy tủy dịch tăng lên tư chất, mà muốn phối trí tẩy tủy dịch, còn cần rất nhiều linh dược ngao luyện phối trí, xem ra vô luận như thế nào, ta đều phải đi vạn yêu sơn mạch đi lên một chuyến. Yến Trường Phong lẩm bẩm bất quá, tại đây phía trước, ta còn phải đi trước tìm lâm hạo đám người tính tính nợ cũ. Linh võ giới cũng đến lấy về tới, theo đời trước ký ức, linh võ giới chính là yến vân long dặn dò mấy trăm lần không dung mất đi bảo vật yến gia chính là đại lương vương triều một đại cường tộc đúng là bởi vì này cái linh võ giới mới vừa rồi lọt vào diệt tộc đại họa nghĩ đến này linh võ giới cho là bất phàm như vậy bảo vật cũng không thể đạp hư yến trường phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh lập tức hướng tới lâm hạo chỗ ở bước vào ở thiên thần đại lục vương triều lớn hơn quốc gia cổ hai người gian thực lực có thể nói là khác nhau như trời với đất một cái vương triều ít nhất có được 100 quốc gia cổ, mới có thể xưng là Vương Triều. Đại lương Vương Triều, nếu được xưng Vương Triều, thực lực tự nhiên không yếu. Mà Yến gia thân là đại lương Vương Triều chung một đại cường tộc, đủ để thuyết minh Yến gia thực lực, nhưng như vậy một cái quái vật khổng lồ, lại bởi vì này cái linh võ giới mà bị diệt tộc, có thể nghĩ, này cái linh võ giới nhất định quan trọng vô cùng, hơn phân nửa là một kiện trí bảo. Như vậy bảo vật, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không chắp tay nhường người. Chỉ là, đi vào Lâm Hạo sân, Yến Trường Phong lại không thấy đến Lâm Hạo. Thậm chí, ngay cả lúc trước cùng Lâm Hạo cùng nhau mặt khác một người thủ hạ Lâm Nham cũng chưa ở trong nhà. Từ hai người thị nữ trong miệng mới vừa rồi biết được, Lâm Hạo cùng Lâm Nham hai người tự ngày ấy đem đời trước ẩu đả đến chết sau, về đến nhà đại bất quá nửa ngày, hai người liền cùng nhau rời đi Lâm phủ, hướng đi không rõ. Yến Trường Phong sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm xuống dưới, này với hắn mà nói cũng không phải là một cái tin tức tốt. Từ hai người rời đi ngày đó tính khởi, hai người không sai biệt lắm đã đi rồi ba ngày, đến nay không thấy bóng dáng, này hai người rốt cuộc đi nơi nào, sẽ không trở về. Hay là bọn họ phát hiện linh võ giới cái gì bí mật, rời đi lâm phủ tìm kiếm nghiệm chứng đi. Yến Trường Phong trong lòng suy đoán, đồng thời, hắn trong lòng nghi hoặc, vì cái gì lâm phàm không có cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Suy nghĩ sâu xa không có kết quả, Yến Trường Phong đem việc này tạm thời vứt đến một bên, không thể bởi vì chuyện này lãng phí quá nhiều thời giờ. Hồi đình viện công đạo Mộng Nhi một phen, Yến Trường Phong liền rời đi lâm ra, thẳng đến Vạn Yêu Sơn Mạch mà đi. Vạn Yêu Sơn Mạch ở vào chiều dương thành mặt bắc, vị trí hẻo lánh, nấn ná mấy vạn nơi, bị hoang dã rừng rậm sở bao trùm. Nơi đó sơn thế nguy nga, phong nhạc như lâm, mảnh đất trung tâm linh khí tràn đầy, sau so ngoại giới nồng đậm mấy lần không ngừng. Như vậy một chỗ linh khí tràn đầy nơi, cho là tu hành thánh địa, là một mảnh tịnh thổ mới đúng. Nhưng tại đây đại càn quốc, kia vạn yêu sơn mạch không những không phải tu hành thánh địa, ngược lại là một mảnh việt địa, lệnh vô số võ giả tu sĩ nghe tiếng sợ vỡ mật. Bởi vì ở kia vạn yêu sơn mạch bụng có rất nhiều cường đại yêu tộc tu sĩ, tầm thường võ giả nếu là vô ý xâm nhập rất khó tồn tại ra tới. bất quá này đó cường đại yêu tộc tu sĩ thông thường đều chiếm cứ ở vạn yêu sơn mạch mảnh đất trung tâm, dễ dàng sẽ không ra ngoài. mà ở kia phiến bụng ở ngoài cũng tồn tại có rất nhiều cường đại yêu thú, giữa có đông đảo thiên tài địa bảo. Bởi vậy, tuy rằng vạn yêu sơn mạch nguy cơ tứ phía, nguy hiểm vô cùng, nhưng lại như cũ hấp dẫn rất nhiều võ giả tiến đến rèn luyện, tầm bảo. Muốn phối trí tẩy tủy dịch, long tủy thảo, hoàng huyết hoa cùng với tam giai trở lên yêu hổ cốt, tắc tam đại chủ dược ắt không thể thiếu, đến nỗi mặt khác dược thảo, trả thù không được nhiều hiếm thấy, giống nhau hiệu thuốc trong cửa hàng liền có thể mua được. Yến Trường Phong bước chậm mà đi, nhìn trước mắt liên nguyên phập phồng dãy núi, cùng với nơi xa đưa vào trời cao phong lâm, mắt lộ ra suy tư hổ cốt nhưng thật ra hảo lộng, to như vậy một cái vạn yêu sơn mạch bên trong, tam giai trở lên yêu hổ hẳn là không ở số ít, bất quá long tùy thảo cùng với hoàng huyết hoa này hai vị chủ dược. Một bên suy tư, Yến Trường Phong liền một bên ninh ngang hướng tới vạn yêu sơn mạch đi đến. Cách đó không xa có không ít nhà thám hiểm đoàn đội thấy thế tất cả đều kinh ngạc vô cùng, đồng thời còn có không ít người ánh mắt lộ ra khinh thường chi ý. Hừ, hiện tại người trẻ tuổi, thật là không biết sống chết, thật cho rằng vạn yêu sơn mạch là thế ngoại tịnh thổ sao. Tưởng tiến liền tiến, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Có người cười lạnh nói, tiểu tử này thoạt nhìn cũng liền 16-7 tuổi, như vậy tuổi tác, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, cũng dám xông loạn vạn yêu sơn mạch. Ta xem hắn thực mau liền sẽ bị dỏa đã trở lại. Nếu thật bị dọa trở về, ngược lại tính tiểu tử này vẫn may, loại này không biết trời cao đất dày ngu xuẩn, thế nhưng tưởng một người xâm nhập này vạn yêu sơn mạch. Chỉ sợ có mệnh tiến mất mạng ra, tùy tiện ra tới một đầu cấp thấp yêu thú là có thể dễ dàng nghiền giết hắn. Chương 18 coi khinh. Đám người bên trong, một người 17, 8 tuổi mỹ lệ nữ tử nghe được bốn phía mọi người nghị luận, nhìn cách đó không xa hướng tới Vạn Yêu Sơn mạch đi đến Yến Trường Phong, trong mắt không khỏi lộ ra một tia không đành lòng. Lý Thúc, người này như vậy tuổi trẻ, một người tới này Vạn Yêu Sơn mạch, nghĩ đến định là có chuyện gì khó xử, bằng không sẽ không mạo hiểm như thế đại nguy hiểm một mình độc sấm vạn yêu sơn mạch, Lý Thúc, làm hắn cùng chúng ta cùng nhau đi. Bị gọi là Lý Thúc chính là một cái dáng người cường tráng trung niên đại hán, nghe được thiếu nữ nói, Lý Thúc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc, nói. Nhị tiểu thư, người cái gì cũng tốt, chính là quá thiện lương. Vạn yêu sơn mạch không thể so hắn chỗ, nguy cơ tứ phía, chúng ta tiến vào trong đó đều sẽ còn không mang nổi mình ốc, nếu là lại mang lên kia tiểu tử. Lúc trước kia vài tên đối yến trường phong nghị luận sôi nổi nhà thám hiểm nghe vậy, cũng đều mắt to chừng, sôi nổi khuyên ngôn nói, nhị tiểu thư, kia tiểu tử chính mình tìm chết, chúng ta hà tất muốn xen vào việc người khác, liền từ hắn đi, là sinh tử là, nhưng bằng chính hắn tạo hóa. Đúng vậy tiểu thư, kia tiểu tử chính mình không biết sống chết, chúng ta căn bản không cần để ý tới hắn. Chính là chính là, tiểu thư, kia tiểu tử chính là cái không biết trời cao đất dày ngu xuẩn, nếu là mang lên hắn, tương đương là mang lên một cái liên lụy, vạn nhất đến lúc đó bởi vì tiểu tử này, làm chúng ta lâm vào hiểm cảnh thiếu nữ nghe vậy buồn bực không thôi nói vạn yêu sơn mạch nguy cơ tứ phía ai không biết người này biết vạn yêu sơn mạch nguy hiểm còn muốn một người đi vào nơi này nếu không có là gặp được cái gì khó xử ai sẽ mạo hiểm như vậy nguy hiểm đi vào nơi này chính là tiểu thư mọi người vội la lên đừng nói nữa lý thúc làm hắn cùng chúng ta cùng nhau đi hắn một người quá nguy hiểm thiếu nữ thái độ kiên quyết nói lý thúc nghe vậy biết lại khuyên vô ích gật gật đầu đối với Yến Trường Phong kêu tiểu huynh đệ dừng bước. Yến Trường Phong trong lòng đang ở suy tư tìm kiếm tam đại chủ dược sự tình, vẫn chưa chú ý tới bốn phía mọi người nghị luận, giờ phút này nghe được Lý Thúc lớn tiếng kêu gọi, không khỏi ghé mắt xem ra. Ánh mắt từ bốn phía mọi người trên người đảo qua, Yến Trường Phong phát hiện này nhóm người tu vi thấp nhất đều có thối thể cảnh bảy trọng tu vi, ngay cả thối thể cảnh bát trọng cao thủ cũng có vài người. Mà trước mắt cái này trung niên trắng hán, càng là có thối thể cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi. Lý Thúc nét mặt biểu lộ vẻ tươi cười, hướng tới Yến Trường Phong nhanh chóng đi qua, nói, là cái dạng này, tiểu huynh đệ, vạn yêu sơn mạch nguy cơ tứ phía, người một người một mình độc sấm này vạn yêu sơn mạch, quá mức nguy hiểm. Tiểu thư nhà ta để cho ta tới hỏi ngươi, tiểu huynh đệ nếu muốn vào vạn yêu sơn mạch, hay không nguyện ý cùng ta cùng cấp hành, đến lúc đó nếu là gặp được nguy hiểm, cũng hảo lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nga, Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn mắt cách đó không xa Mỹ lệ thiếu nữ, thấy yến trường phong xem ra thiếu nữ mỉm cười gật đầu lại quét mắt thiếu nữ bên người mọi người thấy thứ nhất mỗi người sắc mặt không tốt một bộ ghét bỏ bộ dáng yến trường phong trong lòng tức khắc hiểu rõ xem ra trừ bỏ vị này cái gọi là tiểu thư những người khác tựa hồ đều không lớn hy vọng ta gia nhập bọn họ a à. yến trường phong trong lòng một mảnh sáng như tuyết bất quá nghĩ lại tưởng tượng hắn liền minh bạch chỉ sợ những người này đều đem hắn coi làm liên lụy nước tương bình mà trước mắt cái này trung niên đại hán trong miệng nói lẫn nhau chiếu ứng bất quá là vì chiếu cố mặt mũi của hắn thôi nhìn trong đám người vị kia tuổi thanh xuân thiếu nữ yến trường phong trên mặt hiện lên một tiêm mỉm cười trong lòng không khỏi đối này sinh ra hai phân hào cảm xem đối phương này tư thế cho là chuẩn bị đầy đủ ta hiện tại đối này vạn yêu sơn mạch còn chưa đủ hiểu biết đi theo bọn họ đảo cũng cũng không cái gì không ổn có lẽ đến lúc đó tìm kiếm long tùy thảo cùng hoàng huyết hoa còn cần mượn dùng với bọn họ nghĩ đến đây yến trường phong liền ở nơi xa mọi người vẻ mặt khó chịu trong ánh mắt vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới nếu là chư vị thịnh tình tương mời kia tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh yến trường phong đạm cười nói căn bản không thèm để ý tuổi thanh xuân thiếu nữ bên người những người đó đầy mặt khó chịu biểu tình thấy yến trường phong đáp ứng lý thúc chỉ là cười gật gật đầu cũng không chút nào kéo đến minh hữu vui sướng này càng thêm chứng thực yến trường phong phỏng đoán thực hiển nhiên đối phương này nhóm người nếu không có bởi vì tên kia mỹ mạo thiếu nữ không có người sẽ nguyện ý mang lên hắn. Bất quá Yến Trường Phong đối này cũng không để ý, tiểu huynh đệ xin theo ta tới, Lý Thúc mang theo Yến Trường Phong đi vào thiếu nữ trước mặt. Lẫn nhau giới thiệu một phen, Yến Trường Phong mới vừa rồi biết được, nguyên lai tên này thiếu nữ là Thanh Vân Thành Triệu Gia Nhị Thiên Kim Triệu Nhã, đến nỗi Lý Thúc đám người, còn lại là Triệu Gia Gia Phó. Triệu Gia là Thanh Vân Thành một cái tiểu gia tộc, Triệu Nhã lần này đi vào này vạn yêu sơn mạch, chính là vì tìm kiếm Linh chân Ngọc Xà Lan, cứu trị thân trung quái độc tỷ tỷ triệu tình. Trường phong huynh đệ, người tới này vạn yêu sơn mạch, lại là vì sao mà đến? Lý Thúc cười hỏi, Yến Trường Phong đạm nhiên cười, đúng sự thật bẩm báo. Long tùy Thảo, Hoàng Huyết Hoa, mọi người nghe được Yến Trường Phong nói, toàn không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ vẫn chưa nghe nói qua này hai cái tên. Yến Trường Phong thấy thế cũng không từ ánh mắt hơi đổi, chẳng lẽ này vạn yêu sơn mạch chung, không có này hai loại linh dược sao? cũng hoặc là này hai loại linh dược ở chỗ này quá mức thưa thất hiếm thấy cho nên không được làm người biết yến trường phong không bằng lâm vào trầm tư nếu thật là như vậy đến lúc đó chỉ sợ đến khác tìm hắn pháp vì mộng nhi thay đổi tư chất đồng thời hắn trong lòng không khỏi cảm thán nếu là ở cổ dương đế quốc long tủy thảo cùng hoàng huyết hoa như vậy linh dược có thể nói là thực tầm thường hai loại linh dược các nơi đều có bán không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng không người nghe nói qua Triệu Nhã cùng Lý Thúc hai người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bốn phía những người khác còn lại là sắc mặt không tốt, có người hư lạnh nói, cái gì Long Tủy Thảo, Hoàng Huyết Hoa, ta xem tiểu tử này căn bản là là ở chiêu chọc chúng ta, ta tu đạo nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng nghe nói qua thế gian này hai loại dược thảo. Không sai, liền tiến vào vạn yêu sơn mạch mục đích cũng không dám nói cho chúng ta biết, ta xem tiểu tử này hơn phân nửa không có hảo ý. Không ít triệu gia võ giả hư lạnh nói, hảo, Yến công tử nếu không muốn lộ ra, tự nhiên là có này không có phương tiện địa phương. Nghe được bốn phía mọi người bất mãn nghị luận, Triệu Nhã có chút tức giận nói: "Theo sau hướng về phía Yến Trường Phong ngượng ngùng nói, Yến công tử, bọn họ nghĩ sao nói vậy? Trong lời nói nhiều có mạo phạm, còn thỉnh công tử không cần hướng trong lòng đi." Yến Trường Phong trong mắt đã có hàn mang lập loè, trong tay thanh phong kiếm rung động, thấy Triệu Nhã thái độ chân thành, Yến Trường Phong trong mắt sát khí mới vừa rồi dần dần liễm đi, cười nói: "Tiểu thư đa tâm." Nhìn triệu nhã, Yến Trường Phong không khỏi âm thầm lắc đầu, này triệu gia nhị tiểu thư tâm tư không khỏi quá mức đơn thuần. Lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, mọi người liền chính thức hướng tới vạn yêu sơn mạch tiến quân. Tiểu tử, tiến vào vạn yêu sơn mạch sau, nhưng đừng sợ tới mức đái trong quần, ha 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 ha. Một người thanh niên nam tử nhìn Yến Trường Phong không khỏi cười nhạo nói. Yến Trường Phong bên cạnh, triệu nhã nghe vậy không khỏi gương mặt đỏ lên, khẽ gắt một tiếng nói, trương nhạc, nói cái gì đâu. Trương nhạc tựa không thèm để ý nói, nhị tiểu thư, ta chỉ là nhắc nhở hắn mà thôi, làm hắn đừng đến lúc đó xấu mặt. Ha ha, trương nhạc nói không sai, mặt sau lại có một người đi rồi đi lên, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, cười lạnh nói tiểu tử, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng quá xả chúng ta chân sau. Trương 19 tiến vào núi non, thật đúng là bị người xem thường đâu, Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi dơ lên, vẫn chưa quá nhiều để ý tới. Đoàn người hướng tới vạn yêu sơn mạch đi đến vạn yêu sơn mạch mở mang vô biên, núi cao san sát, ngang dọc đan sen, bị từng mảnh rừng rậm bao trùm, giữa yêu thú rất nhiều, đồng dạng, linh chân bảo dược cũng là không ít. Diệp mật chim bay ngại, phong nhẹ hoa lạc muộn, vạn yêu sơn mạch nồng đậm thiên địa linh khí, tầm bổ này phiến thổ địa, khiến cho nơi này cây rừng kinh người sum xuê. Yên tĩnh núi rừng bên trong, phanh một tiếng truyền đến vang lớn, ngay sau đó liền truyền đến một cái tục tặng tiếng cười, ha ha, một đầu nhất sai trung kỳ yêu thú, nhìn đến lão tử thế nhưng không trốn còn dám đánh lén lão tử thật là tìm chết ở trước mặt hắn một đầu nhất giai trung kỳ yêu thú tông mau hoan nằm trên mặt đất trước ngực đều ao hãm mặt trên ấn một cái rõ ràng quyền ấn miệng mũi giật huyết đương trường chết đi yêu thú cấp bậc cộng phân cửu giai mỗi giai lại phân sơ kỳ trung kỳ cùng với hậu kỳ mỗi nhất giai phân biệt đối ứng nhân loại võ giả một cái tu vi cảnh giới tỷ như nhất giai sơ kỳ yêu thú đối ứng chính là thối thể cảnh một trọng nhân loại võ giả nhất giai trung kỳ đối ứng thối thể cảnh nhị trọng nhất giai hậu kỳ đối ứng thối thể cảnh tam trọng nhị giai sơ kỳ đối ứng thối thể cảnh bốn trọng nhị giai trung kỳ đối ứng thối thể cảnh năm trọng này tông mao hoan tuy rằng chỉ là nhất giai trung kỳ yêu thú cấp bậc không cao nhưng này thân gia lông nhưng thật ra có thể giá trị mấy cái tiền nhìn trước mắt bị chính mình một quyền đánh chết tông mao hoan người nọ thong thả ung dung đi tới rút ra một thanh đoản nhận, chuẩn bị đem kia tông mau hoan ra lông bái xuống dưới, phía sau lại truyền đến một tiếng quát lớn. Trương nhạc, đừng chậm trễ thời gian, nắm chặt thời gian lên đường, đại tiểu thư còn chờ ngọc xà lan cứu mạng đâu. Mở miệng đúng là lý thúc, mà này đoàn người, thình lình đó là yến trường phong đám người. Nghe được lý thúc quát lớn, trương nhạc tức khắc cười gượng một tiếng, ném xuống trong tay tông mau hoan, đem đoản nhận cũng thu lên. Ngọc xà lan chính là tam giai cập tam giai trở lên yêu xà cộng sinh linh chân, muốn tìm được ngọc xà lan, liền muốn trước tìm được tam gia yêu xà, mà đại bộ phận yêu xà thuộc tính thiên hàn, chúng ta yêu cầu hướng bắc mà đi. Trên đường, thấy Yến Trường Phong vẫn luôn trầm mặc không nói, triệu nhã chủ động kéo lời nói nói, tránh cho lên đường buồn tẻ. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, một bên chú ý bốn phía tình huống, một bên cùng triệu nhã tán gẫu lên. Một hàng mười người, ở rừng rậm chung nhanh chóng đi qua, ven đường gặp được yêu thú cũng càng ngày càng cường. Đại gia chú ý, hiện tại chúng ta đã tiến vào đến nhị giai yêu thú sở hoạt động khu vực, nhị giai yêu thú tuy rằng nhiều nhất cũng liền tương đương với tối thể cảnh sáu trọng võ giả, nhưng yêu thú ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Nhị giai yêu thú, nếu là đánh lén, cũng có thể đối chúng ta tạo thành không nhỏ uy hiếp. Lý Thúc Thanh âm truyền đến, vừa dứt lời, Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt chợt lóe, nhạy bén cảm thấy được, liền ở khoảng cách mọi người không xa một thốc lùm cây trung truyền đến một tia cực kỳ rất nhỏ dị động. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một cái kim mang đột nhiên từ giữa chạy trốn ra tới, mục tiêu đúng là Lý Thúc bên cạnh một người võ giả. Cẩn thận, Lý Thúc tức khắc biến sắc, trương nhạc cũng trong lòng cả kinh, hắn tu vi không yếu, có thối thể cảnh bát trọng trung kỳ tu vi, chính là nơi này trừ bỏ Lý Thúc bên ngoài, tu vi tối cao một người. Hắn phản ứng cực nhanh, chuôi này lúc trước chuẩn bị dùng để bái tông mau hoan ra lông đoàn nhận lập tức hướng tới kia nói kim mang đón đi lên. Leng keng, một chuỗi hỏa tinh vẩy ra, kia nói kim mang chịu trở, hiện ra chân thân. Chỉ thấy một cái toàn thân kim hoàng thon dài con rắn nhỏ cắn chặt ở đoàn mũi nhận nhận phía trên, hay chỉ thật nhỏ đôi mắt lập lè hung mang. Là nhị giai trung kỳ yêu thú, tơ vàng xà, mọi người tức khắc trong lòng cả kinh. Tơ vàng xà tuy rằng chỉ là nhị giai trung kỳ yêu thú, nhưng lại so với nhị giai hậu kỳ yêu thú càng làm cho người kiêng kỵ. Nó thân mang kịch độc, thả tốc độ cực nhanh, thường ẩn nấp với bụi cỏ bụi cây bên trong, có cực cường công kích tính. Tuy cảnh giới không cao, nhưng chết ở này độc khẩu dưới võ giả không ở số ít, là vạn yêu sơn mạch chung, giấu ở âm thầm một đại sát thủ. Thấy đánh lén thất thủ, tơ vàng xà phản ứng đồng dạng nhanh chóng, lập tức buông ra xà khẩu, cái đuôi uốn lượn lại đây, hướng đoàn nhận thượng bắn ra. Đông, một tiếng tiếng vang thanh thúy truyền ra, kia tơ vàng xà tức khắc lại lần nữa hóa thành một đạo kim mang, nhanh chóng bắn vào một thốc bụi cỏ bên trong, biến mất không thấy. Trương Nhạc sắc mặt âm trầm, vừa rồi bị tơ vàng xà đột nhiên tập kích, đem hắn cũng hoảng sợ, dù chưa bị hao tổn, nhưng lại cũng làm kia tơ vàng xà bình yên rời đi. Cái này làm cho sắc mặt của hắn thật không đẹp, hắn chính là thối thể cảnh bát trọng trung kỳ võ giả, bị một cái nhị giai trung kỳ yêu thú đánh lén, thế nhưng không có thể đem này cường thế chấn sát, ngược lại bị này thong rong chạy thoát, làm hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Phía sau, Yến Trường Phong lại là khóe miệng hơi hơi một câu, không khỏi lắc lắc đầu, ám đạo kia tơ vàng xà không hổ là này vạn yêu sơn mạch chung một đại sát thủ, đích xác nhạy bén vô cùng, đối với thời cơ nắm chắc thậm chí so chân chính thích khách còn muốn tinh chuẩn. Thừa dịp vừa rồi mọi người lực chú ý đều bởi vì Lý Thúc nói mà có điều phân tán, kia tơ vàng xà liền lập tức phát động thế công, đối bọn họ tiến hành đánh lén. Chỉ là, Yến Trường Phong biểu tình lại bị trương nhạc trở thành là đối hắn cười nhạo, khiến cho hắn sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm âm trầm lên. Hư, tiểu tử, hy vọng chờ lát nữa tới rồi tam gia yêu thú lĩnh vực, người còn có thể cười được. Trương nhạc hừ lạnh nói, ngữ khí không tốt, hảo, tiếp tục lên đường lý thúc hung hăng chừng mắt nhìn trương nhạc liếc mắt một cái quát lớn nói nói xong hắn nhìn yến trường phong liếc mắt một cái vẫn chưa nói thêm cái gì mà là đi đến triệu nhã bên cạnh tiểu tâm bảo hộ đoàn người tiếp tục hướng tới vạn yêu sơn mạch chỗ sâu trong đi đến nhưng mới vừa đi không bao lâu mọi người liền ngừng lại a à, triệu nhã về phía trước nhìn lại tức khắc sắc mặt trắng nhợt che miệng kinh hô đây là trương nhạc đám người cũng đều kinh hãi nhìn phía trước cách đó không xa Nơi đó tứ tung ngang dọc nằm từng khối lạnh băng thi thể, chừng hơn 10 người, tất cả đều ở chỗ này gặp nạn. Qua đi nhìn xem, đây là vết kiếm, đi ra phía trước, mọi người phát hiện những người này đều không phải là yêu thú giết chết, trên người có lưỡi dao sắc bén xẹt qua vết thương, hơn nữa, này đó thi thể trên người túi chữ vật tất cả đều không thấy. Trừ lần đó ra, còn có hai gã nữ thi, nhìn qua tuổi đều ở 30 tới tuổi, quần áo rách nát, trên mặt đều ấn hai cái rõ ràng bàn tay ấn, khóe môi treo lên tơ máu hai mắt nổi lên, trước khi chết hiển nhiên gặp quá xâm phạm. Nhìn dáng vẻ, những người này hẳn là đều là bị nhân loại võ giả giết chết, hơn nữa, bọn họ chết đi thời gian hẳn là không dài. Yến Trường Phong nhìn mắt này đó thi thể trên người vết máu, còn chưa hoàn toàn khô kiệt, hiển nhiên là vừa bị giết chết không bao lâu. Hơn nữa, nơi này chính là vạn yêu sơn mạch, yêu thú đông đảo, nếu là bọn họ chết đi thời gian ở trường một ít, chỉ sợ này đó thi thể đã sớm bị yêu thú cắn nuốt, không có khả năng bảo tồn như vậy hoàn hảo đều tiểu tâm chút, chú ý cảnh giới, tại đây vạn yêu sơn mạch chung, nhưng không chỉ là muốn phòng bị yêu thú tập kích, còn phải cẩn thận khác nhà thám hiểm, có đôi khi, người có thể so yêu thú càng thêm hung tàn. Lý Thúc trịnh trọng nói, bảo vệ tốt nhị tiểu thư, tiếp tục đi tới, triệu nhã sắc mặt tái nhợt, nàng cũng là võ giả, hơn nữa có thối thể cảnh sáu trọng tu vi, nhưng lại còn chưa từng gặp qua như vậy thảm thiết tình cảnh. Đặc biệt là kia hai cụ quần áo rách nát nữ thi, càng là làm này chấn kinh không nhỏ nếu các ngươi không nghĩ cùng kia đội mạo hiểm đoàn đội tao ngộ liền thay đổi một chút lộ tuyến đi mọi người chờ xuất phát đang định tiếp tục đi trước yến trường phong đột nhiên mở miệng nói hắn thấy rõ lực kinh người thần thức càng là nhạy bén vô cùng thông qua hiện trường một ít dấu hiệu nhận thấy được đám kia người hướng đi